Chủ nhân, có muốn tiểu nhân giết những tu sĩ nhân tộc vừa rồi hay không? Hai mắt đại hán mặc giáp đen chợt lóe hung quang, ong ong nói. Chỉ là vài tên tu sĩ trung giai nhân tộc mà thôi, không cần để tâm, cái chúng ta cần làm là đi theo phía sau nữ tử kia. Nữ tử váy trắng lắc đầu, bình tĩnh nói. Nhưng chủ nhân, chúng ta âm thầm theo dõi nữ tử này đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch gì, có khi nào bói toái lúc trước có sai sót. Đại hán giáp đen có chút trần chừ nói loại thần thông bói toán này cũng có lúc xảy ra sai lầm nhưng lần làm phép này có vẻ rất thành công lúc trước ta dựa theo chỉ dẫn của quẻ tượng lúc vừa nhìn thấy nữ tử này liền có thể khẳng định nàng ta nhất định là người mà quẻ tượng báo trước đi theo nàng hẳn là nhất định có cơ hội tìm được linh dược trị thương cho ta hoặc có thể tìm được người có linh dược so với việc đi loạn khắp khu vực nhân tộc rộng lớn thì việc này có hy vọng nhiều hơn nữ tử váy trắng thản nhiên nhìn đại hán giáp đen vẻ mặt không đổi trả lời chương 2007, nhiếp linh thiên võng. hắc giáp nam tử nghe nữ tử nói thế, trong lòng không dám hoài nghi điều gì, lúc này liên tục nói phải. Mà cung trang nữ tử phất tay một cái, từng phiến hà quang màu hồng chợt tuôn ra, thân ảnh hai người liền mơ hồ biến mất. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cao bên khu vực linh tộc gần với nhân tộc, ba gã tồn tại thánh linh hợp thể kỳ bộ dáng như gặp đại địch, đang vây xung quanh một thanh niên khuôn mặt vô cùng anh Tuấn. Thanh niên mặc một bộ trường bào màu vàng, chắp tay sau lưng đứng giữa không trung, mặt không chút thay đổi nhìn ba người đối diện. Trước mặt thanh niên bất ngờ có một đóa hoa sen thật lớn màu vàng rực rỡ, cực kỳ bắt mắt. Mà trên ngọn núi phía dưới, khắp nơi đều là hố to. Bên trong chất đầy tàn thì di hài, có rất nhiều khí vật vỡ vụn rơi xuống, bộ dáng hơn ngàn kiện, nhưng đám linh khí thì toàn bộ không thấy đâu. Không quản ngươi là ai, dám tới giết đồng loại tổ vân sơn chúng ta như thế, cũng dám cả gan hấp thu tinh nguyên của chúng, đã phạm vào tối kỵ của bổn tộc ba người chúng ta nhất định phải róc thịt lột ra ngươi để báo mối thù này. Một lão giả dáng người mập mạp trong ba gã thánh linh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai gã thánh linh bên cạnh, một người là lão ông mặc áo choàng, trong tay cầm một cây trượng trúc xanh biếc, một người là phụ nhân xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi. Ánh mắt hai người nhìn kim bào thanh niên đồng dạng cũng rất tức giận. Linh tộc khác với những di tộc khác, bởi vì mở ra linh trí khó khăn, cho nên số lượng luôn ít hơn các tộc khác rất nhiều, bởi vậy mỗi một thành viên đều rất được coi trọng, nhưng cũng may linh tộc một khi đã mở ra linh trí, lập tức sẽ có thần thông không nhỏ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ là tồn tại bình thường nhất, cho nên mới có thể cùng giả dạ xoa và nhân yêu hai tộc tồn tại trong linh giới. Tổ Vân Sơn này đúng là một trong những cứ điểm nổi tiếng của linh tộc, ba gã thánh linh này chính là ba đại thái thượng trưởng lão của cứ điểm này. Mấy ngày trước, ba gã thánh linh bởi vì có việc nên xuất môn ra ngoài một chuyến, kết quả sau khi trở về Lập tức nhìn thấy tộc nhân cả cứ điểm đều bị người ta giết không còn một mống, hơn nữa còn hấp thu tất cả tinh nguyên bản thể chúng nó. Mà hung thủ làm việc này bất ngờ lại là tên Kim Bảo thanh niên kia, hắn vẫn ở đây chưa từng rời đi, cho nên ba gã thánh linh này vô cùng tức giận. Nhưng khí tức Kim Bảo thanh niên mặc dù nhìn như không cường đại, nhưng ba gã thánh linh lại không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi cụ thể của đối phương. Điều này khiến bọn họ vừa tức giận, vừa mơ hồ có chút bất an, nếu không đã sớm ra tay bắt giữ đối phương nào phải rằng có đến bây giờ hừ các ngươi nói xong chưa chỉ là vài tên linh nô hóa hình mà dám làm càn trước mặt ta tinh nguyên của chúng có thể để ta sử dụng thì đã xem như vinh hạnh rồi ta thấy tu vi ba người các ngươi vượt xa những linh nô khác nếu nguyện ý làm việc cho ta thì ta cũng có thể giữ cho các ngươi một mạng kim bảo thanh niên sau khi hừ một tiếng rốt cục mở miệng nói nhưng bộ dáng lại kiêu ngao giống như từ trên cao nhìn xuống linh nô ngươi là người trên tiên giới nguyên bổn ba gã thánh linh đang tức giận nghe vậy đồng thời thất thanh la lên ồ các ngươi cũng biết việc này chẳng lẽ trong các ngươi cũng có người từ trên kia chạy xuống đây không đúng lấy tu vi các ngươi căn bản không làm được việc này xem ra là người khác nói cho các ngươi biết nếu đã thế thì bổn tiên đối với việc này càng cảm thấy có vài phần hứng thú được rồi hiện tại các ngươi đã biết lai lịch của ta còn không ngoan ngoãn hiện ra bản thể để ta hạ huyết khế nếu không lát nữa ta bắt các ngươi sẽ hút hết linh trí, chuyện tra khảo bất quá chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Kim bào thanh niên nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh nói. Ba gã thánh linh nghe đối phương thừa nhận, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hoảng sợ nhìn nhau. Nếu đối phương thật sự là người từ thượng giới hạ xuống, ba tồn tại hợp thể kỳ như bọn họ hiển nhiên không chịu nổi một kích. Không đúng, nếu hắn thật sự là người tiên giới hạ xuống thì lúc đối phó tộc nhân chúng ta, sao có thể để lại động tĩnh lớn như vậy? Hắn đang lừa gạt chúng ta mà thôi. Lão ông cầm gậy trúc mặc dù trên mặt vẫn còn sợ hãi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lớn tiếng nói. Không sai, Hoàng Huynh nói có lý, ta chưa bao giờ nghe nói tới người tiên giới có thể hạ xuống bổn giới, cho dù hắn thật sự là người thượng giới thì hiện tại dường như cũng xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, sao lại nói nhiều với chúng ta như vậy? Ba người chúng ta liên thủ cũng không cần sợ hãi, sắc mặt phụ nhân xinh đẹp trầm xuống nói. Kim bào thanh niên nghe ba người đối diện nói vậy, trên mặt có chút ngưng trọng. Mà chút thay đổi đó hiển nhiên không thể qua mặt được ba gã thánh linh, trong lòng hiển nhiên lại càng thêm bình tĩnh. Ra tay, tuyệt đối không thể để tiểu tử nói bậy này còn sống rời khỏi đây. Lão giả mập mạp ở giữa, hai mắt sau khi chấp động hung quang, đột nhiên hai tay bắt quyết, trước ngực hiện ra một tấm gương đồng bề mặt phủ xương trắng, ném về phía thanh niên đối diện. Phốc, một đạo hỏa trụ màu trắng từ đó phun ra, hóa thành biển lửa cao hơn trăm trượng cuốn về phía thanh niên mà phi phát lão ông và phụ nhân xinh đẹp cũng không chút do dự cùng ra tay. Một người dùng gậy trúc vẽ một cái vào hư không trước người, nhất thời vô số trúc ảnh xanh biếc hiện lên trên bầu trời phía trên kim bào thanh niên, lớn hơn trăm mẫu, vô thanh vô tức hạ xuống. Một người liên tiếp búng mười ngón tay về phía trước, một quang đoàn màu xanh bay ra, sau khi xoay tròn, bỗng nhiên hóa thành mười con chim khổng lồ màu xanh lớn hơn mười trượng, phát ra tiếng kêu thanh thúy lao thẳng đi. Mặc dù ba gã thánh linh không tin đối phương thật sự là người thượng giới, nhưng cũng biết đối phương tuyệt đối không tầm thường, cho nên vừa ra tay liền dùng tới đại sát chiêu, hy vọng có thể hợp lực một kích giải quyết đại địch trước mắt. Kim bào thanh niên thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, nhưng miệng lại nói một tiếng, ngu ngốc. Tiếp theo hắn bắt một thủ ấn cổ quái, ngoài thân chợt hiện lên một tầng quang vượng trong suốt, tiếp theo chợt lóe rồi nổ tung, vô số kim ngân sắc phủ văn tuôn ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng hộ cháo thật lớn màu vàng bạc, bảo hộ bản thân bên trong. Thúy ánh trên không trung chấp động, hóa thành vô số cửa mục màu xanh dài mấy chục trượng, ầm ầm đánh xuống. Mười mấy con chim khổng lồ màu xanh nọ vừa lao tới gần, hai cánh vỗ lên, vô số phong nhận màu xanh gào thét bắn ra, phảng phất ngàn vạn lưỡi đao sắc bén chém tới. Về phần biển lửa màu trắng kia thì chỉ chớp cái, bạch diễm cuồn cuộn liền hoàn toàn bao phủ màn hào quang màu trắng vào trong. Thanh niên trong kim ngân phù cháo thấy công kích hung mãnh như thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ khinh thường, chỉ tùy ý vỗ một tay vào phù cháo, miệng nói một chữ mở. Tiếng ầm 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 truyền đến, kim ngân phù cháo liền chấp động, quang mang cuồng trướng, mỗi một kim ngân phù văn trong nháy mắt đều lớn gấp mấy lần, hiện ra hình dáng như nửa thực chất. Vô luận cự mộc, phòng nhận hay hỏa diễm, vừa tiếp xúc với kim ngân phù cháo đều bị bắn lui trở lại, căn bản không thể khiến phù cháo rung chuyển chút nào. Lão giả mập mạp thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Không suy nghĩ thêm, điểm một cái về phía hỏa diễm cuồn cuộn phía trước. Từ trong biển lửa phát ra tiếng gầm to, thoáng chút liền ngưng tụ ra vô số hỏa kỳ lân, mỗi một con đều to như trâu, cả người phát ra linh hỏa màu bạc. Khí thế biển lửa trong phút chốc tăng vọt hơn phân nửa, màu sắc biến thành màu đạm bạc, nhiệt độ hư không gần đó thì phút chốc trở nên cực nóng, giống như đang ở trong lò lửa. Phi phát lão ông và phụ nhân xinh đẹp sau khi nhìn nhau một cái, cũng không nói hai lời lật tay, từng kiện bảo vật chớp động quang hoa hiện lên, muốn cùng xuất ra. Nhưng đúng lúc này, từ trong kim ngân phủ cháo phát ra tiếng thanh niên lạnh như băng đã hết thời gian đùa giỡn, ta cũng nên tiến các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, nhân ảnh trong phù cháo như ẩn như hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà không có pháp lực thanh niên duy trì, kim ngân phù cháo bị bạch diếm cuốn lấy, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng ba người lão giả thấy cảnh này, trên mặt không lộ ra vẽ vui mừng, ngược lại trong nháy mắt đứng dựa lưng vào nhau, đồng thời phóng thần niệm khổng lồ ra bốn phía. Chuyện gì xảy ra vậy, thần niệm của ta không thể phát hiện bóng dáng người nọ. Chỉ một lát sau, phi phát lão ông có chút sợ hãi quát khẽ. Phụ nhân xinh đẹp mặc dù không nói thêm gì, nhưng nhìn vẻ khó coi trên mặt thì cũng biết đang nghĩ gì. Trong khi đó hai mắt lão giả mập mạp âm trầm chợt lóe, muốn nói gì đó thì đột nhiên không trung phát ra tiếng sét đánh, tiếp theo vô số ngân quang hiện lên, sau đó kim quang chợt lóe, thân hình kim bảo thanh niên liền quỷ dị hiện ra giữa quang điểm, vất tay tùy ý chào một cái. Ầm một tiếng, ngân sắc quang điểm trong nháy mắt cuồng bạo tuôn ra, chớp cái liền ngưng tụ thành một ngân sắc cử võng rộng mấy dặm, chẳng những bao phủ ba gã thánh linh bên dưới vào trong, mà ngay cả ngọn núi phía dưới cũng bị bao phủ luôn. Càng quỷ dị chính là, ngân sắc cử võng không biết ẩn chứa thần thông thần diệu nào, mặc dù còn chưa hạ xuống, nhưng từ trên ngân võng phát ra một luồng khí tức quỷ dị, khiến cả ba người lão giả mập mạp mềm nhũn cả người, hơn phân nửa pháp lực trong người không thể điều động. Không ổn, là nhiếp linh thiên võng, hắn thật sự là người tiên giới, chúng ta chạy mau. Lão giả mập mạp rõ ràng là người có tu vi cao nhất trong ba người, vừa thấy dị trạng trên người, lúc này khuôn mặt vặn vẹo hét lên. Tiếp theo thân hình thoáng một cái, mơ hồ hợp làm một với cổ kính trước người, đồng thời phát ra tiếng chói tai, phá không bỏ chạy. Hai gã thánh linh khác vừa nghe danh tiếng nhiếp linh thiên võng, sắc mặt tức thì liền trở nên tái nhợt không còn chút máu, cũng không nói hai lời, thân hình thoáng cái, một người hóa thành một cơn lốc màu xanh, một người biến thành một cây cự trúc xanh biếc dài hơn 10 trường, cùng phát ra linh mang chói mắt chia nhau chạy trốn. Hiện tại còn muốn chạp, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Kim bào thanh niên thấy cảnh này, cười hắc hắc, bàn tay thoáng cái, nhất thời trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngân quang, hóa thánh mười mấy sợi ngân ti liên kết với cự võng, sau đó khẽ lay động. Ngân sắc cự võng phình ra, mang theo một luồng khí thức băng hàn, khí thế ngập trời hạ xuống. Ngân quang chấp động, ngân võng này phảng phất đem cả thiên địa bao phủ vào trong. chương 2008, Hoàng Cân khôi lỗi. Chỉ thấy tiếng phạm âm nổi lên xé gió, vô số ngân văn từ trong tấm lưới tuôn ra, trong nháy mắt liền huyền hóa ra vô số ngôi sao lớn rơi xuống. Tiếng ầm ầm truyền đến, tất cả mọi thứ trong phạm vi mười mấy dặm đều bị ngân quang trói mắt hoàn toàn bao phủ. Thiên địa nguyên khí trong hư không phút chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, từng cơn lốc màu xám cao chọc trời hiện ra, đem tất cả mọi thứ gần đó cuốn vào nghiền nát bấy. Trong tấm lưới bạc thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hình ảnh phía trong đều bị linh quang trói mắt che lại nghiêm ngặt, không thể nhìn rõ. Thanh niên áo bảo vàng một tay khống chế tấm lưới khổng lồ, một tay chắp sau lưng đứng giữa trời cao, dường như không lo lắng ba gã thánh linh sẽ chạy thoát, bộ dáng rất nhàn nhã. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiếng nổ trong tấm lưới bạc mới dần biến mất, cuối cùng trở nên im lặng không một tiếng động. Ánh mắt thanh niên vừa động, thần niệm sau khi đảo xuống dưới, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ cười lạnh, năm ngón tay cầm lấy tấm lưới bạc kéo trở về. Phốc, tấm lưới khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cơn lốc ngân quang và các thứ khác chợt lóe lên sau đó liền biến mất, phảng phất tất cả những việc mới phát sinh chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng nguyên bổn ngọn núi cao vút bên dưới, so với lúc trước bất ngờ lại thấp hơn một nửa. Mà trong đống đổ nát trên đỉnh núi, có ba thứ gì đó phát ra quang mang mờ nhạt, lẳng lặng lơ lửng trên khoảng không. Một cái cổ kích màu bạc rộng một trượng, nửa đoạn trúc xanh dài 10 trượng, cùng với một quang cầu màu xanh nhạt. Thanh niên áo bảo vàng vừa nhìn thấy ba thứ này, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, phất tay xuống phía dưới. Một phiến ngân hà bay ra, ba thứ này liền bay lên không, sau vài lần chấp động liền rơi vào tay thanh niên. Quả nhiên không sai, chỉ cần xóa đi linh trí, lại thu hồi tế luyện một phen, ba kiện bảo vật này cũng miễn cưỡng dùng tốt. Thanh niên áo bảo vàng cẩn thận đánh giá thứ trong tay trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thì thào vài câu. Bất quá mấy thứ này cũng chưa đủ dùng, nếu có thêm vài món thì thần thông của ta cũng có thể miễn cưỡng thi triển vài phần, Bất quá nghe nói tổng đã linh tộc này dường như cũng có đại thừa kỳ tỏa chấn, lấy tình hình hiện tại của ta có lẽ phải mất nhiều công sức. Thanh niên sau khi thu đồ vật lại, hơi trầm ngâm nói. Vẻ mặt hắn sau khi âm tình bất định một lát, liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, có vẻ đã có quyết định, tiếp theo ngoài thân chợt lóe kim quang, liền hóa thành một đạo kim quang trói mắt phá không bay đi. Phụ cận ngọn núi bị tàn phá phút chốc trở nên trống rỗng, không có bất cứ bóng người nào xuất hiện, trở nên yên tĩnh vô cùng nhưng sau khi thanh niên rời đi khoảng nửa canh giờ, trong ngọn núi đột nhiên phát ra tiếng vù vù, từ trong đống đá vụn bay ra một đoàn hồng quang. Quang đoàn này to không quá bàn tay, sau khi chấp động một cái liền rừng giữa không chung, bên trong bất ngờ có một thứ gì đó giống như một con mắt màu tím. Con mắt sau khi xoay tròn giữa không chung vài cái, bỗng nhiên nhìn thẳng về hướng thanh niên bỏ đi, không hề động đây. Vật ấy hiển nhiên là một kiện pháp khí bị người ta khống chế, hơn nữa có thể giấu được tai mắt của thanh niên áo bảo vàng, có thể thấy nó không tầm thường. Con mắt màu tím đột nhiên chuyển động, tiếp theo toàn thân chấp động lúc sáng lúc tối, nhưng lại không phát ra một tiếng động nào. Khiến cho khung cảnh có vẻ vô cùng quỷ dị, cơ hồ cùng lúc đó trong một tòa cung điện màu vàng ẩn trong đám mây cách nơi đây không biết bao xa, một lão giả tóc bạc, gương mặt trẻ trung đang ngồi trên ghế gỗ đăm chiêu nhìn tinh cầu màu trắng đang lơ lửng trước người, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên bề mặt tinh cầu, từng hình ảnh sống động đang chậm rãi biến ảo, đúng là cảnh tượng thanh niên áo bảo vàng đánh bại ba đại thánh linh vừa rồi, cũng mơ hồ có một vài tiếng nói chuyện truyền đến. Lão ông sau khi nghe thanh niên nói ra hai chữ linh nô, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi nhưng ánh mắt chợt lóe, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đến khi tinh cầu hiện ra cảnh thanh niên áo bảo vàng dùng tấm lưới bạc khổng lồ, lão ông liền đứng bật dậy gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp linh thiên võng, không ngờ là vật ấy, không thể nào. Cho dù thật sự là người từ tiên giới phủ xuống thì cũng không thể mang theo thứ này lão ông rõ ràng không phải là người thường, khi nói ra mấy chữ nhiếp linh thiên võng, sắc mặt không khỏi tràn ngập vẻ oán độc. Không đúng, cái này chỉ là một kiện phỏng chế phẩm mà thôi. Nếu không thì dưới sự khắc chế của bảo vật này, phải mất rất lâu mới có thể đánh tan thân thể do chúng biến ảo thành. Không sai, đó không phải là nhiếp linh thiên võng chính thức. Sau khi lão ông thấy hết tất cả mọi thứ diễn ra tiếp theo, như phát hiện ra điều gì, thần sắc dần dần buông lỏng rất nhiều, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Bất quá cho dù chỉ là phỏng chế phẩm, tựa hồ cũng có kỳ hiệu khắc chế linh tộc chúng ta, cũng không thể coi thường. Kẻ này, mặc kệ hắn có phải là chân tiên từ thánh giới phủ xuống thật hay không, nếu đã cầm trong tay thứ đó thì tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi linh tộc chúng ta nửa bước. Bất quá nếu thật sự là người thánh giới thì khả năng hoàn toàn diệt sát sẽ không lớn. Xem ra chỉ có thể vận dụng thứ kia hoàn toàn chấn áp kẻ này mà thôi. Sau khi hắn đi đi lại lại vài lần, bỗng nhiên dừng lại dùng khẩu khí cực kỳ âm u tự nói hai câu. Tiếp theo thân hình lão ông vừa chuyển, lần nữa ngồi trên ghế, ánh mắt chấp động, có vẻ đang đau khổ nghĩ cách. Tại nhân tộc, trong một phiến rừng núi nằm giữa khu vực do Thánh Thành và Thiên Uyên Thành khống chế, một đạo hào quang như ẩn như hiện bay trên trời, sau vài lần chấp động liền bay được hơn mấy trăm trượng. Độn tốc cực nhanh, quả thực khiến người khác phải tặc lưỡi. Đột nhiên thanh quang biến đổi phương hướng, hạ xuống một chỗ bí ẩn trong sân cốc. Chỉ một lần chấp động, Thanh quang liền xuất hiện bên cạnh một khối cự thạch màu xám trắng, tiếp theo thanh quang thu lại, hiện ra một người mặc thanh bào. Người này tướng mạo bình thường, tuổi còn trẻ bộ dáng không quá 20 tuổi, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, bất ngờ đúng là Hàn Lập đang cư trú trong Thiên Uyên Thành. Không biết vì nguyên nhân gì, giờ phút này hắn lại xuất hiện ở nơi này. Sau khi Hàn Lập nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm một cây đại thụ bình thường gần đó, ánh mắt không rời đi nơi khác. Hi hi, quả nhiên nhãn lực tốt thiếp thân biết chút tiểu xảo ấy không thể giấu được tai mắt hàn đạo hữu mà. Một tiếng cười dễ nghe của nữ tử từ, từ trong đại thụ truyền ra tiếp theo cả đại thụ sau khi mơ hồ, vặn vẹo biến thành một đại hán áo vàng cao mấy trượng. Mà bên cạnh đại hán bất ngờ có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lông chim năm màu, cười hì hì nhìn hàn lập, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Hóa ra là diệp tiên tử, không biết tiên tử tới lâu chưa. Tinh quang trong mắt hàn lập thu lại, mỉm cười chắp tay chào đối phương nữ tử này đúng là vị lão tổ của chân linh thế gia diệp gia năm đó từng gặp hàn lập tại vạn linh thai ngoài thần thông sâu không lường được thì bộ dáng cũng không dưới lũng gia lão tổ cho nên hàn lập cũng không dám chậm trễ thiếp thân bất quá chỉ tới sớm hơn mấy canh giờ mà thôi nguyên bổn muốn dùng hoàng cân khôi lỗi vừa có được này đùa một chút với các vị đạo hiếu không ngờ hàn huynh liếc mắt một cái đã nhìn ra xem ra luyện chế khôi lỗi này có chút vấn đề thiếu nữ vũ y sau khi khẽ cười một tiếng bàn tay ngọc liền vỗ lên người đại hàn áo vàng phát ra tiếng bong bong xé gió. Đại Hán nhìn giống như người này, hóa ra là một khôi lỗi hình người. Diệp Tiên Tử nói đùa, khôi lỗi này biến hóa không có gì sơ hở, nhưng sao có thể giấu được tai mắt của ta và ngươi. Hàn Lập lạnh nhạt cười trả lời, nói là khôi lỗi khác thì còn có thể, nhưng khôi lỗi này ta lấy từ tay một cốc lão nhân, hắn vỗ ngực cam đoan với ta rằng về mặt biến hóa thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ thì cũng có thể gạt được. Nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng với đạo hữu lại không có tác dụng xem ra hắn đã thổi phồng. Bất quá bởi vậy, xem ra chuyện hàn đạo hữu tiến giai hợp thể hậu kỳ là thật, không phải người ta đồn bày. Thiếu nữ vu y mở to mắt, thản nhiên cười rộ lên. Mấy năm trước hàn mỗ gặp chút cơ duyên, đích xác may mắn tiến giai cảnh giới hậu kỳ, nhưng nói về thần thông chính thức thì sao có thể so sánh với diệp tiên tử vốn đã có căn cơ thâm hậu. Hàn lập khẽ ho một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến nói. Hừ, hàn đạo hữu cần gì phải gạt ta, ta nghe nói ngay cả hóa thân thánh tổ ma tộc và một gã tôn giả ma tộc hậu kỳ khác cũng chết trong tay ngươi. Thần thông như thế sao có thể đánh đồng với thiếp thân? Lời ấy không khỏi quá giả dối, thiếu nữ vũ y nghe vậy trợn mắt, tức giận nói. Bất quá chỉ là lời nói phóng đại mà thôi, trận chiến ấy hàn mỗ có thể trong khoảnh khắc giết hai ma đầu, chủ yếu là do những đạo hữu khác ra tay giúp đỡ. Nếu không, tại hạ chỉ vừa mới tiến giai cảnh giới hậu kỳ, nào có thần thông lớn như vậy. Hàn lập cười ha hả, hàm hồ trả lời cho qua chuyện hừ người nghĩ rằng ta tin sao thiếu nữ vũ y biểu môi bộ dáng không tin hàn lập chỉ cười mà không nói gì thiếu nữ thấy hàn lập không muốn nói thêm cũng không hỏi tiếp sau khi vỗ tay thu hồi hoàng cân khôi lỗi lại liền tấm tắc nói với hàn lập ngày đó khi ta gặp hàn huynh đạo hiếu bất quá vừa mới tiến giai cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi hiện tại không quá mấy trăm năm liền tiến giai tới cảnh giới hậu kỳ tốc độ tiến giai nhanh như thế cũng không tránh khỏi quá biến thái xem ra nếu không phải đang là lúc ma kiếp diễn ra thì sợ rằng sứ giả thánh đảo đã sớm tìm gặp hàn huynh cũng yêu cầu ngươi gia nhập ừm hàn mỗ cũng nghe nói về điều này nghe nói trên thánh đảo chẳng những chứa linh mạch tinh thuần nhất nhân yêu hai tộc hơn nữa lại còn lưu trữ trồng vô số tài liệu chân quý và linh dược nếu có thể gia nhập thì lợi ích đúng là không nhỏ hàn lập nghe vậy không biết ý tứ nữ tử này là gì nhưng vẻ mặt vẫn không đổi trả lời vậy là hàn huynh còn có điều chưa biết bản thân thánh đảo chính là một nửa huyền thiên linh bảo, là nơi truyền thừa dùng để kéo giải huyết mạch nhân yêu hai tộc chúng ta. Vẻ mặt thiếu nữ vũ y ngưng trọng, chậm rãi nói thêm. chương 2009, thỉnh cầu, có chuyện này sao, đây là lần đầu tiên Hàn mẫu nghe nói về việc này. Hàn lập nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, Hàn huynh không biết cũng không có gì ngạc nhiên, ngoài trừ mấy lão quái vật trên thánh đảo thì người ngoài biết việc này cũng chỉ có mấy người. Trong đó có Tam Hoàng, ta và lũng lão quái. Thiếu nữ vũ y cười khúc khích trả lời, nhưng tiên tử nói việc này cho ta biết, rốt cuộc là có ý gì. Hàn lập thoáng trầm ngâm một chút, hỏi một câu, không có gì, nếu Hàn huynh xuất hiện nơi đây, hẳn cũng biết chuyện ba đại thủy tổ ma tộc phủ xuống. Hàn huynh chưa từng lo đến chuyện nhân yêu hai tộc chúng ta đại bại, cách bảo toàn tộc nhân và môn hạ đệ tử sao. Ánh mắt thiếu nữ vũ y sau khi chấp động vài cái, cười hì hì nói. Hắc hắc, tại hạ ngoại trừ vài tên đệ tử ra thì cũng không có khai tông lập phái, càng không có tộc nhân gì cần lo lắng. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, cười hắc hắc nói, nhưng sao thiếp thân lại nghe nói trong hàng đệ tử của đạo hữu dường như có người thu không ít môn nhân. Thiếu nữ Vũ Y có chút ngoài ý muốn hỏi một câu. Ồ, có lẽ là đám tiểu đồ tự mình sáng lập tông môn. Hàn mỗ chưa bao giờ nhúng tay vào, là diệt hay là sinh thì đều phải xem cơ duyên của chúng. Hàn lập lạnh nhạt cười, thì ra là thế, vậy thiếp thân đã lắm lời thiếu nữ vũ y sau khi giật mình một lát đột nhiên khẽ cười rộ lên. Chẳng lẽ Diệp Tiên Tử thật sự xem trọng trận đánh cuối cùng của chúng ta với ma tộc sao? Thủy tổ ma tộc mặc dù đáng sợ, nhưng mấy tồn tại đại thừa kỳ vài tộc chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không thể đối kháng. Huống hồ danh tiếng ba đại thủy tổ cho dù lớn, nhưng thử hỏi đã có ai gặp qua chưa? Nói không chừng đã thổi phồng thần thông của bọn họ, lúc này Hàn Lập hỏi ngược một câu, thật sự không xem trọng thì có vài phần giả dối nhưng ba đại thủy tổ ma tộc tuyệt đối đáng sợ vượt xa thánh tổ ma tộc bình thường đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ thiếu nữ vũ y nghe vậy lộ ra bộ dáng lo lắng Ô, tiên tử đã khẳng định như thế thì hẳn là biết chút gì đó hàn lập thầm dùng mình nhưng vẻ mặt không đổi hỏi lại nói tiếp hàn huynh năm đó từng có đại ân cứu mạng nha đầu nhà ta cho nên việc này ta cũng không dám giấu không biết đạo hữu hiểu, hiểu rõ tổ tiên diệp ra chúng ta được bao nhiêu thiếu nữ vũ y suy nghĩ một lát ánh mắt liền ngưng trọng, chậm rãi nói. Ô, ta chỉ nghe nói Diệp Gia là một trong chân linh gia tộc từ thời thượng cổ lưu lại, còn những cái khác thì không hiểu nhiều lắm. Hàn lập sờ sờ cầm trả lời, tổ tiên khai sáng Diệp Gia chúng ta năm đó thì không cần phải nói, những tổ tiên xa xưa khác cũng từng có người bước chân vào cảnh giới đại thừa kỳ. Mà mỗi một đời tổ tiên sau khi bước chân vào đại thừa kỳ liền kích phát linh huyết trong cơ thể đến cực hạt, thần thông to lớn không cần phải nói, cũng từng lẻn vào ma giới vài lần hàn lập nghe nói thế như nghĩ tới điều gì đó hai mắt nhíu lại không mở miệng nói gì chỉ im lặng lắng nghe thiếu nữ vũ y sau khi dừng lại một chút không suy nghĩ thêm tiếp tục nói năm đó vị tổ tiên này thần thông không tầm thường nghe nói từng âm thầm tranh đấu với mấy đại thừa kỳ dị tộc gần đó nhưng chưa từng bại trận nhưng hắn vì muốn đi một bước cuối cùng không thể không mạo hiểm tiến vào ma giới tìm vài loại linh dược chân quý kết quả mấy lần đầu tiên thì thuận lợi nhưng lần cuối cùng lại không hề trở về từ đó về sau không còn tin tức gì nữa, có lẽ hơn phân nửa đã gặp nguy hiểm gì đó mà chết ở ma giới. Nhưng năm đó khi hắn rời đi đã lưu lại một phần mật điển trong tộc, bên trên ghi lại không ít chuyện liên quan đến ma giới. Trong đó có một việc chính hắn từng tận mắt nhìn thấy, đó là cảnh một gã trong ba đại thủy tổ ma tộc tranh đấu cùng một gã chân linh. Theo như lời vị tổ tiên Diệp gia này nói thì hắn tự phụ thần thông của mình không hề dưới những đại thừa kỳ nhân tộc xa xưa, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ quá bảy tám chiêu của vị thủy tổ ma tộc kia thậm chí nếu bị đối phương phát hiện, muốn trốn chạy cũng không quá 5 phần nắm chắc. Mà Ngao khiếu tiền bối và mạc giản ly đại nhân ngay cả khi thần thông sâu không lường được, nhưng tuyệt đối không hơn bao nhiêu vị tổ tiên diệp ra nọ. Một khi đối mặt với thủy tổ ma tộc thì, thiếu nữ vũ y nói tới đây giọng nói trở nên âm trầm, mặc dù vẫn chưa nói xong, nhưng ý tứ cũng hiểu được, rõ ràng không xem trọng kết quả trận đánh giữa đại thừa kỳ hai tộc với thủy tổ ma tộc. Cho dù thần thông thủy tổ ma tộc lợi hại như vậy thì chúng ta cũng không phái trực tiếp đối phó bọn họ. Bọn họ thân là người dị giới, phá giới tới linh giới, Tu Vi khẳng định sẽ bị áp chế bài xích, hơn nữa linh giới dù sao cũng là chiến trường chính của chúng ta, ta nghĩ vô luận là thánh đảo hay đám người mạc giản ly tiền bối đều đã nghĩ cách đối phó. Nếu không, chúng ta cần gì tranh đấu với thủy tổ ma tộc, sớm đã truyền tin an bài người trong toàn tộc chạy chối chết rồi. Sau khi Hàn Lập nghe xong, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm, tâm niệm cấp tốc chuyển động, chậm rãi nói. Ta cũng vậy, nếu như thế thì đã sớm dẫn người Diệp ra rút lui rồi. Bất quá nếu một số người Diệp ra có thể tới thánh đảo nhờ che chở thì cho dù hai tộc chúng ta thật sự đại bại, có lẽ Diệp ra chúng ta cũng không gặp phải cảnh đoạn tuyệt huyết thống. Thiếu nữ Vũ Y thản nhiên nói, nói như vậy, Diệp tiên tư cứ trực tiếp đến thánh đảo tìm người bàn bạc là được, sao phải nói với Hàn mỗ việc này. Hàn lập thật sự có vài phần hồ đồ. Xem ra Hàn Đạo Hữu vẫn chưa biết giá trị của mình trong tộc. Thiếu nữ Vu Y khẽ cười nói một câu, "Xin tiên tử chỉ giáo." Hàn Lập nghe vậy, trong lòng hơi động, khổ, cho dù lần này không có ma kiếp bộc phát, Hàn huynh cảm thấy Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu tiền bối còn có thể che chở cho hai tộc chúng ta được bao lâu. Hai vị tiền bối này một người hơn phân nửa không thể vượt qua đại thiên kiếp tiếp theo, một người đã tiến giai đại thừa kỳ rất lâu, hắn cũng không còn sống được bao lâu mà trong hai tộc chúng ta ngoại trừ hai vi tiền bối này thì không còn tồn tại đại thừa kỳ thứ ba trong đám tu sĩ hợp thể kỳ còn ai có hy vọng tiến cấp đại thừa kỳ chứ bên yêu tộc thì ta chưa từng nghe nói qua có yêu vương hợp thể kỳ nào thiên tư quá mức xuất sắc mà bên nhân tộc lúc đầu có thánh hoàng và phách hoàng còn có chút cơ hội nhưng hiện tại so với tư chất nghịch thiên của đạo hữu thì không đủ để so sánh nếu ta đoán không sai thì ngay khi đại chiến hai tộc chúng ta hơi xuất hiện thế bại sợ rằng việc đầu tiên thánh đảo muốn làm chính là mời đạo hữu đến thánh đảo. Như thế thì cho dù hai tộc chúng ta thật sự vứt bỏ nơi ở, nhưng nhiều năm sau chỉ cần có tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện, vẫn có thể ở khu vực khác lần nữa quật khởi. Thiếu nữ vũ y cảm thán nói, đạo hữu nói như vậy có chút thổi phồng rồi, nhưng cho dù là thế thì ý tứ diệp tiên tử là. Vẻ mặt hàn lập âm tình bất định một lát, mới mơ hồ đoán ra được điều gì đó, liền hỏi. Ta có vài tên vãn bối kế thừa huyết mạch thiên phượng tinh thuần nhất diệp ra thiếp thân muốn nhờ đạo hữu thu bọn họ làm môn hạ, sau đó trước khi đại chiến diễn ra, đưa bọn chúng và những đệ tử khác của đạo hữu cùng đến thánh đảo. Chỉ cần Hàn Huynh nguyện ý đáp ứng việc này, từ nay về sau trong hành trình đi ma giới, thiếp thân nguyện ý nghe theo lời đạo hữu. Vẻ mặt thiếu nữ vũ y có chút nghiêm túc nói, nhận làm đệ tử, Diệp tiên tử không nói đùa chứ, Hàn lập nhướng mày theo tiềm thức cuống quyết lắc đầu, thiếp thân đương nhiên không nói giỡn, mấy tên đệ tử Diệp ra này, ta có thể cam đoan tư chất mỗi tên đều tuyệt đối trên cả thiên tài, sau khi bái làm môn hạ của đạo hữu, chỉ cần chỉ điểm một chút là được, tuyết không làm phiền đến Hàn Huynh. Thiếu nữ vũ y nghiêm trang nói, nhưng Hàn Mỗ không có ý thu nhận đệ tử, tiên tử bất quá chỉ muốn để một số đệ tử diệp ra tiến vào thánh đảo mà thôi, cần gì phải phiền phức như thế. Tiên tử nếu thật sự cảm thấy tại hạ có chút tác dụng với thánh đảo thì Hàn Mỗ không ngại viết một phong thư cho trưởng lão thánh đảo, trước đại chiến sẽ dẫn môn hạ và đệ tử quý tộc cùng đến thánh đảo bất quá có thành công hay không thì cũng khó nói về phần nghe theo lời ta thì cũng không cần tại hạ tin rằng đến lúc đó diệp tiên tử sẽ có lựa chọn sáng suốt hàn lập cười cười tiếp theo lại thâm ý sâu sắc nói nếu hàn huynh đã nói như thế thì cứ làm như vậy đi ta cũng vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi bất quá xem ra đám vãn bối của ta không may mắn lúc này mới không thể bái làm môn hạ của đạo hữu về phần lời nói nghe theo đạo hữu lúc trước nếu thiếp thân đã nói thì hiển nhiên sẽ tuân thủ Hàn đạo hiếu cứ yên tâm, kỳ thật cho dù không có lời thỉnh cầu vừa rồi, chuyến này ta cũng định sát cánh cùng đạo hiếu. Trong mắt hiếu nữ vũ y hiện lên một tia giảo hoạt nói. Ô, tiên tử sao lại tin vào tại hạ, phải biết rằng chuyến đi này lũng đạo hiếu là người làm chủ. Hàn lập sờ sờ cầm, mỉm cười hỏi một câu. Hư, lũng ra tính kế với diệp ra chúng ta không biết đã bao nhiêu lần, ta không yên tâm với lão quái vật lũng ra đó. Ta làm như vậy một nửa là suy nghĩ cho hậu nhân, Nửa khác cũng là muốn sau khi tiến vào ma giới có thể liên thủ với đạo hữu tự bảo vệ mình. Ai biết được lúng lão quái và linh tộc có mưu đồ bí ẩn nào khác, cho nên thiếp thân càng không muốn trở thành pháo hôi cho kẻ khác. Thiếu nữ vũ y hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ thêm trả lời. Hóa ra diệp tiên tử nghĩ như vậy, điều này cũng là chuyện thương tình. Được rồi, ta sẽ đưa cho tiên tử một ngọc giản truyền tin, có lẽ đạo hữu sẽ có cách đưa nó đến tay tộc nhân sau đó bảo đệ tử quý tộc cầm nó đến thiên uyên thành tìm môn hạ đệ tử của ta là được. Lúc này đây, chúng ta tiến vào ma giới nhanh thì vài năm, chậm thì hơn 10 năm. Sau khi trở về, có thể đại chiến cùng ma tộc đã xảy ra rồi. Hàn lập không bình luận gì nhiều, mỉm cười lật tay, linh quang chợt lóe hiện ra một khối ngọc giản. Thiếp thân đa tạ Hàn huynh, thiếu nữ vũ y nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hàn lập thản nhiên cười, không hề nói thêm gì, khẽ đem thần niệm nhập vào ngọc giản, thanh quang trong tay liền sáng lên. chương 2010, hai tộc gặp nhau, chỉ một lát sau, linh quang bên ngoài ngọc giản thu lại, lần nữa trở lại vẻ bình thường. Hàn lập phất tay, ném ngọc giản và một kiện ngọc bội trong suốt cho thiếu nữ vũ y. Thiếu nữ vũ y bắt lấy hai thứ, sau khi dùng thần niệm quét sơ qua, liền mừng rỡ cảm ơn Hàn lập. Tính theo thời gian thì dường như tiên tử và ta đến sớm hơn ước định vài ngày. Nhân lúc còn sớm, không bằng hai người chúng ta tìm một nơi trao đổi một số tâm đắc tu luyện, thế nào? Mặc dù hàn mỗ may mắn tiến dài đến hợp thể hậu kỳ, nhưng bởi vì ở cảnh giới trung kỳ không được lâu, có rất nhiều chuyện còn muốn thỉnh giáo diệp đạo hữu. Hàn lập cười nói, hàn huynh quá khiêm tốn rồi, bất quá có thể cùng đạo hữu trao đổi một phen là chuyện thiếp thân cầu còn không được. Hơn nữa, một số chi tiết có liên quan đến hành trình đi ma giới, ta cũng muốn thương lượng cẩn thận với đạo hiếu thiếp có mở một tòa thạch động ở sơn cốc bên kia, chúng ta tới đó trao đổi đi. Thiếu nữ vũ y nghe Hàn Lập nói vậy, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Hàn Lập cũng không có ý kiến gì, liền đáp ứng. Vì vậy hai người cùng độn quang, hóa thành hai đạo hào quang bắn thẳng đến một sơn cốc khác. Trên trời cao cách sơn cốc mười mấy dặm, một đóa mây trắng đang lơ lửng trong hư không. Sâu bên trong mây mù có hai đạo nhân ảnh ẩn thân, trong đó một người thân hình yểu điệu, được bao phủ trong một tầng xương mù màu hồng, trên tay cầm một kiện pháp khí chấp động huyết quang, miêng lầm bẩm Huyết quang trên bề mặt kiện pháp khí nọ không ngừng co giãn, từ đó thỉnh thoảng trôi ra vài phù văn nhỏ bằng ngón cái, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đột nhiên kiện pháp khí này thoáng chốc liền trở nên chói mắt, linh mang cấp tốc lưu chuyển, phát ra tiếng trầm muộn vỡ vụn. Sắc mặt người cầm pháp khí trở nên ngưng trọng, sau khi phất tay ra phía trước một cái, mảnh vỡ của pháp khí liền chợt lóe lên rồi biến mất. Có chút cổ quái, thuật bói toán của ta không ngờ lại mất linh trên người kẻ này, thật bất ngờ lại không thu được chút tin tức nào. Thân ảnh thướt tha sau khi thở dài một hơi, thì Thảo nói. Chủ nhân, chẳng lẽ trên người hắn có linh dược người muốn tìm, cho nên mới che giấu thần thông bói toán của người, hay là mới vừa rồi đại nhân không thi triển toàn lực? Một thân ảnh cao lớn mặc chiến giáp màu đen giật mình hỏi. Mặc dù linh dược ta muốn tìm là thứ nghịch thiên, nhưng không có khả năng dùng thần thông để tự che giấu, nếu không thế ta cũng không đi xa như thế này để tìm nếu trên người hắn thật sự có linh dược thì gần nhau như thế cho dù không cần bói toán trong lòng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được về phần làm phép vừa rồi bởi vì sự cố bói toán lần trước lần này chỉ có thể dùng một chút thần thông bên ngoài mà thôi nhưng cũng không đến mức ngay cả một tin tức cũng không có được thân ảnh thớt tha trầm ngâm một chút mới lắc đầu nói vậy kẻ nọ như thế nào làm được việc này lấy thần thông bói toán của chủ nhân hắn chỉ có tồn tại đại thừa kỳ mới có thể hoàn toàn ngăn cản Đại hán mặc giáp đen có chút kinh ngạc nói, ừm, um, đúng là kỳ lạ, bất quá có thể cản được thuật bói toán của ta đến trình độ này, cũng không phải là không có khả năng. Nếu hắn cũng có năng lực bói toán tương tự hoặc là có vài loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết thì có thể làm được việc này. Thân ảnh thướt tha như nghĩ tới điều gì đó chậm rãi nói. Có năng lực bói toán tương tự, không thể nào. Thuật bói toán của chủ nhân rất mạnh, ngay cả trong linh giới cũng chỉ có vài người có thể so sánh. Về phần mấy loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết nọ, mỗi một loại cơ hồ đều có khả năng nghịch thiên phá vỡ một giới, chỉ là một khu nhân tộc sao có cơ hội nắm giữ. Người này nếu thật sự có một trong vài loại thể chất kia, sợ rằng sớm đã được nhân tộc xem như trí bảo bí mật bảo vật, sao dám thả ra bên ngoài chạy loạn. Đại hán nghe vậy hít một ngụm lương khí, nhưng lập tức lắc đầu nói. Ừm, um, ta cũng hiểu điều đó không thể xảy ra, như giới diện linh giới này, xác suất xuất hiện một tên có thân thể tiên linh không đến một phần trăm, nếu như thế thì trên người tên gia hỏa này có huyền thiên tàn phiến hoặc là một vài phỏng chế huyền thiên thánh báo. Chỉ cần trong huyền thiên tàn phiến có ấn chứa pháp tác lực thì cũng có được năng lực ngăn cản bói toán, vì thế ta không thể cảm ứng và tiến hành bói toán. Bất quá huyền thiên tàn phiến cực kỳ thưa thớt, ta chỉ nghe chứ chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhưng hơn phần nửa có lẽ là khả năng này, nếu không thì có nghĩ mãi cũng không ra. Thân ảnh thức tha thản nhiên nói, mặc dù nàng thông minh hơn người, thần thông to lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra trong người Hàn Lập lại có phong ấn một kiện huyền thiên linh bảo hoàn chỉnh, cho nên không thể bói toán đối với Hàn Lập. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp một vài tàn phiến hoặc là dùng tàn phiến phỏng chế ra huyền thiên thánh bảo. Lần trước chủ nhân thu tàn phiến huyền thiên như ý nhận về, trong tay hắn còn có huyền thiên tàn phiến khác, tiểu tử này thoạt nhìn cũng giàu có không dưới một số thủy tổ của tộc chúng ta. Đại hán mặc giáp đen nghe vậy hít một hơi, nhưng ánh mắt nhìn về phía sơn cốc xa xa trở nên nóng bỏng vô cùng ngươi đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta là gì trước khi chưa xác định linh dược ở nơi nào thì không thể đánh động kẻ này thân ảnh thất tha liếc đại hán mặc giáp đen một cái thản nhiên nói chủ nhân yên tâm tiểu nhân tuyệt không dám ra tay lung tung đại hán nghe vậy dùng mình một cái vội cúi đầu nói tên nhân tộc này đã tiến giai hợp thể hậu kỳ cho dù ngươi ra tay thì cũng không phải là đối thủ bất quá lần trước gặp mặt tên này chỉ mới ở cảnh giới trung kỳ hiện tại gặp lại đã là hợp thể hậu kỳ xem ra hắn không chỉ đơn giản là có huyền thiên tàn phiến hỗ trợ, mà hắn còn một vài bí mật khác trên người. Thân ảnh thước tha nhìn sơn cốc phía xa, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đại hán mặc giáp đen nghe nói như thế hiển nhiên biết rằng chủ nhân sinh ra hứng thú với tên nhân tộc kia, cho dù trên ngựa ơi không có linh dược thì sợ rằng cũng không dễ dàng buông tha. Hắn âm thầm cười khổ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại cung kính, tiếp tục hỏi. Thưa chủ nhân, vậy tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào, cứ tiếp tục giám sát như thế này sao? hai người này thân là chiến lược đỉnh giai của một tộc không ở cứ điểm mà tập trung tại đây khẳng định là có mưu đồ đại sự nào đó xem bộ dáng thì sẽ có người khác tới trước khi tất cả bọn chúng đến thì chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi dù sao thuật bói toán trước đó đã xác định linh dược có liên quan tới nữ tử nhân tộc có huyết mạch thiên phượng này trước tiên không nên đả thảo kinh xà thì tốt hơn thân ảnh thuyết tha không chút do dự nói chủ nhân nói như vậy cũng đúng chờ khi tất cả những kẻ này đến đông đủ linh dược hiển nhiên sẽ có cơ hội tìm ra lớn hơn. Nếu như cảm ứng được trên người những tên khác có thứ gì đó, thì tiểu tử nhân tộc nọ hẳn là có thể trực tiếp sắp xếp tiêu diệt. Đại hán mặc giáp đen liên tục gật đầu nói phải, ừm, um, nếu có thể thuận lợi như thế thì tốt, nhưng xem bộ dáng bọn chúng thì những người khác còn lâu mới đến, trước tiên ngươi vào trong bảo vật của bổn tọa đã. Thân ảnh thướt tha bình tĩnh nói, phất tay một cái, nhất thời một đoàn xương mù màu hồng tuôn ra, bên trong như ẩn như hiện một cây hoa màu hồng cao mấy trượng. Đại hán mặc giáp đen kho người đáp ứng một tiếng, thân hình thoáng cái liền trốn vào trong cây hoa không thấy bóng dáng. Mà thân ảnh thước tha thì trực tiếp phóng lên trên cây hoa, quang mang chợt lóe liền hợp lại làm một. Sau khi hơi mơ hồ, ảo ảnh dần dần biến mất. Năm ngày sau, trên bầu trời cách sơn cốc hơn vạn dặm, đột nhiên không ngừng chớp động ánh sáng bảy màu, tiếp theo một chiến thuyền màu xanh dài hơn trăm trượng hiện ra, bay thẳng về phía sơn cốc. Thuyền này tổng cộng có ba tầng, Toàn thân màu xanh biếc, bề mặt khảm đủ loại pháp trận và phù văn, vừa nhìn thì biết là một kiện dị bảo phi hành. Mà trong một tòa bình thai trên tầng cao nhất của cự thuyền, có bốn người sóng vai đứng thẳng, đang cùng nhau thấp giọng nói gì đó. Một nhân ảnh cả người chớp động bạch quang, một nữ tử xinh đẹp mặc váy màu vàng, một hán tử cao gầy mặc vải thô, cùng với một lão nho sinh bộ dáng chừng 60 tuổi. Được rồi, tất cả cứ dựa theo những gì chúng ta đã thương lượng. Trước khi chưa nhìn thấy linh vật nhất định phải toàn lực phối hợp với tu sĩ nhân tộc. Hành trình đi ma giới lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ bằng vào linh tộc chúng ta mà nói thì khẳng định không thể thành công. Nhân ảnh mơ hồ trong bạch quang lạnh lùng nói, vâng, nếu chuyến đi này trong linh tộc chúng ta lại xuất hiện một tồn tại đại thừa kỳ, sau này sẽ không bao giờ bị mấy dị tộc khác áp bức. Ba người khác liên tục đáp ứng, riêng nữ tử áo bào vàng lại thở dài một hơi nói. Ừm, um, thiên thu tiên tử tiếp xúc nhiều với nhân tộc, chuyện liên quan đến bọn họ sẽ do ngươi làm chủ, Ba người chúng ta đến lúc đó chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp Hán tử cao gầy lo lắng nói Vậy thiếp thân đa tạ ba vị đạo hiếu Có lẽ đám người lũng lão quái trước khi chưa tìm được hai loại linh vật nọ hẳn cũng không dám có tâm tư gì khác Ngay từ lúc đầu, chúng ta không cần phải lo lắng Nữ tử áo bào vàng khẽ cười một tiếng nói Ừm, um, cứ như thế là tốt nhất Bất quá cho dù bọn chúng thật sự dám dở trò Thì đến lúc đó xui xẻo cũng chỉ có thể là bọn chúng Lão nhau cuối cùng âm trầm nói Hắc hắc lấy thực lực âm thầm của chúng ta thì hiển nhiên không cần sợ bên nhân tộc, nhưng cũng không nên để xảy ra chuyện gì, nhất định phải lấy đại sự làm trọng. Trước tiên cứ đến địa điểm đã ước định tập hợp, Thiên Thu tiên tử, người lấy vật nọ ra đi, nhất định phải khống chế tốt, ngàn vạn lần đừng để nhân tộc nhìn ra sơ hở gì. Nhân ảnh trong bạch quang chớp mắt nói, yên tâm, thứ nọ nguyên bổn linh trí không được đầy đủ, phối hợp với kiện bí bảo do lão tổ ban thưởng, đủ để hoàn toàn khống chế nó. Chỉ tiếc thứ ấy không thể thu vào vòng chữ vật nếu không sẽ chiếm một chỗ trong danh sách khi tiến vào ma giới. nữ tử áo bào vàng đáp ứng một tiếng, nhưng hơi có chút tiếc nuối nói: có thể khống chế thứ đó thì đủ để chúng ta nâng cao một nửa thực lực, có chiếm một chỗ trong danh sách thì đáng gì. được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, lập tức hạ xuống. nhân ảnh trong bạch quang lơ đã nói, mấy người còn lại hiển nhiên lấy người trong bạch quang làm chủ, lúc này đáp ứng một tiếng, đều đi vào trong cự thuyền. đồng thời cùng lúc đó ở một hướng khác cách sơn cốc mấy ngàn dặm ba đạo hào quang chợt lóe lên rồi bay nhanh về phía sơn cốc. Trong đạo kim quang dẫn đầu bất ngờ lại là một trung niên nam tử sắc mặt lãnh đạm, đúng là lũng gia lão tổ. Trong hai đạo hào quang khác, một kẻ là hắc bào nhân mặt mang vết sẹo cùng một phi phát nam tử mặt không chút biểu tình. chương 2011, Thiên Mệnh Đồng Tiễn Chiếc thuyền xanh khổng lồ và ba đạo hào quang cơ hồ cùng xuất hiện trên bầu trời tiểu cốc, cách nhau không xa. Hai bên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trùng hợp quá, không nghĩ tới đạo hữu linh tộc cũng chạy đến đây cùng một lúc, lũng mỗ xin chào. Độn quang thu lại, lũng ra lão tổ hiện ra thân ảnh, mỉm cười nói. Thiên thu còn tưởng rằng lũng huynh đã vào trong cốc, không nghĩ ra cũng chỉ vừa mới tới mà thôi tiếng thiên thu thánh nữ từ trong cự thuyền truyền ra, tiếp theo bóng người chợt lóe, thân hình liền xuất hiện trên cự thuyền. Phía sau bất ngờ còn có bốn đạo nhân ảnh khác, trong đó ba người là thánh linh từng xuất hiện trên cự thuyền trước đó nhưng kẻ thứ tư lại là một thanh niên nam tử sắc mặt vô cùng tái nhợt, xung quanh người phiêu động một tầng lam vụ mờ nhạt sắc mặt không chút biểu tình ha ha nguyên bổn lão phu đã đến từ hai ngày trước nhưng trên đường gặp chút phiền toái lúc này mới lãng phí chút thời gian nhưng thật ra mấy vị đạo hữu lặn lội đường xa như thế mà cũng đến đúng lúc quả thật có tâm lũng ra lão tổ cười to nói ánh mắt sau khi đảo qua khuôn mặt năm kẻ đối diện ngay khi nhìn khuôn mặt bóng người trong bạch quang trên mặt hiện lên một tia dị sắc gặp phiền toái không gây trở ngại cho chuyến đi lần này của chúng ta chứ nữ tử áo vàng vừa nghe nói thế sắc mặt khẽ biến, cẩn thận hỏi một câu. thiên thu tiên tử yên tâm, chỉ là trên đường gặp vài tên cao dai ma tộc, bất quá đã bị mấy người chúng ta giải quyết. chúng ta tuyệt không để lộ bất cứ thứ gì. lũng gia lão tổ cười trả lời, lũng huynh đã nói thế thì thiếp thân cũng yên tâm. nơi này tựa hồ đã có đạo hữu quý tộc đến trước một bước, chúng ta cũng hạ xuống rồi nói tiếp. thiên thu thánh nữ nghe vậy, thần sắc hòa hoãn trở lại. ưng ừ, khí thức này là của hàn đạo hữu và diệp tiên tử chúng ta đi xuống gặp bọn họ đi. Lũng ra lão tổ đảo thần niệm xuống sơn cốc bên dưới, lập tức phát hiện ra. Vì thế hai bên hạ xuống sơn cốc, mà cự thuyền màu xanh của linh tộc không biết dùng loại bí thuật nào, nguyên bổn đang lơ lửng giữa không chung, bị lão nho quay đầu lại điểm một cái, liền chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Vài tên thánh linh đi theo mấy người lũng ra lão tổ nhẹ nhàng bay vào trung tâm sơn cốc. Ngay khi bọn họ vừa đặt chân xuống đất, một thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền đến chư vị đạo hữu rốt cục đã đến, ta và Diệp Tiên Tử đợi đã lâu. Vừa dứt lời, một chỗ khác trong sơn cốc bỗng chợt lóe độn quang, hai đạo hào quang chợt lóe lên, phút chốc đã tới gần trước mặt đám người. Quang mang chấp động, thân ảnh Hàn Lập và thiếu nữ Vũ Y không tiếng động thoáng hiện ra. Quả thật là hai vị đạo hữu, như vậy là mọi người đều đã đến đông đủ. Lũng ra lão tổ vừa thấy hai người Hàn Lập nhất thời mỉm cười. Ngoại trừ thiên thu đạo hữu thì mấy vị đạo hữu linh tộc còn lại rất xa lạ, chẳng hay có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Hàn Lập gật đầu đáp lại, ánh mắt sau khi đảo qua mấy người Thiên Thu Thánh nữ, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Hàn đạo hữu đã đạt đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ." Trái ngược với thái độ thong dong của Hàn Lập, Thiên Thu Thánh nữ sau khi đảo thần niệm lên người Hàn Lập, sắc mặt đại biến thất thanh la lên. "Phải biết rằng lúc đầu khi Hàn Lập gặp nữ tử này ở Vạn Linh Thai, bất quá chỉ có cảnh giới hợp thể sơ kỳ mà thôi." hiện tại chỉ mấy trăm năm không gặp liền tiến dai đến cảnh giới hậu kỳ, hiển nhiên khiến thiên thu thánh nữ kinh ngạc. Tại hạ đích xác may mắn tiến dai đến cảnh giới hậu kỳ, đã khiến thiên thu đạo hữu chê cười. Hàn lập lãnh đạm cười một tiếng trả lời, lấy tu vi hiện tại của hắn, đối mặt với tu sĩ cùng giai hợp thể hậu kỳ, nếu không tận lực thi triển bí thuật che giấu thì không cách nào giấu được tu vi cảnh giới chính thức. Hán tử cao gầy và mấy tên thánh linh khác nghe nữ tử này nói vậy ánh mắt chấp một cái, theo bản năng đánh giá hàn lập, trên mặt đồng dạng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Đám thánh linh này trước khi xuất phát đã sớm tìm hiểu cực kỳ chi tiết tư liệu về mấy tên tu sĩ nhân tộc, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Lập. Nhưng đáng lẽ kẻ có tu vi hợp thể sơ kỳ, yếu nhất trong đám tu sĩ nhân tộc, giờ phút này lại biến thành kẻ có cảnh giới kinh người, khiến bọn họ cũng hoảng sợ. Ha ha, Hàn huynh là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới gặp của nhân tộc chúng ta, lúc này mới có thể tu luyện nhanh như vậy bất quá tu vi hàn đạo hữu tăng mạnh thì chuyến này chúng ta càng thêm nắm chắc, lũng ra lão tổ cười ha ha nói. Thiếp thân từng nghe nói, thiên phú tu luyện của hàn đạo hữu hơn người, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra sau khi tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ tốc độ tiến dai của hàn đạo hữu vẫn còn biến thái như vậy. Nhưng đúng như lời lũng huynh nói, chuyện này đối với hành trình đi ma giới quả thật là chuyện tốt. Đúng rồi, ta giới thiệu với mọi người mấy vị đạo hữu khác của bổn tộc, mấy vị này cũng là tu sĩ khổ tu của linh tộc chúng ta, tộc nhân bên ngoài rất ít người biết. Vị này là kim cổ trưởng lão thuộc kim hệ nhất mạch trong linh tộc chúng ta, tinh thông âm ba thần thông, am hiểu đối phó với lượng lớn kẻ địch. Tâm niệm thiên thu thánh nữ nhanh chóng chuyển động, vẻ dị sắc trên mặt biến mất không ít, chỉ vào hắn tử áo bảo cho cao gầy kia giới thiệu. Đám người thiếu nữ vũ y nghe vậy bắt đầu chú ý quan sát mấy tên thánh linh khác. Theo như lời của nữ tử áo vàng thì ngoại trừ vị kim cổ trưởng lão kia, thì lão nho gọi là tàng hình, tinh thông pháp trận cấm chế chi đạo. Còn kẻ không thể nhìn thấy rõ bộ dáng trong bạch quang gọi là bạch thích, ngoại trừ bản thân tinh thông nhiều loại đại thần thông khắc chế ma công thì còn hiểu rõ một số sự tình ở ma giới. Thanh niên sắc mặt tái nhật cuối cùng thì theo như lời nữ tử áo vàng nói, là một trưởng lão khí linh tử vừa mới tiến giai hợp thể kỳ tên là chỉ thủy, có bí thuật độc đáo phá toái hư không. Trong mấy tên thánh linh, ngoại trừ thiên thu thánh nữ và bóng người trong bạch quang có cảnh giới hợp thể hậu kỳ, thì lão nho và hắn tử cao gầy đều có tu vi trung kỳ, mà thanh niên tên gọi là chỉ thủy kia chỉ có tu vi sơ kỳ. Từ biểu hiện xem ra, nếu không phải hàn lập ngoài ý muốn trở thành tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thực lực biểu hiện bên ngoài của thánh linh tộc thực sự mạnh hơn bên nhân tộc. Lũng ra lão tổ quan sát xong, trên mặt không thấy có vẻ gì khác thường, ngược lại mỉm cười bắt chuyện với mấy tên thánh linh. Mà bên linh tộc ngoại trừ lão nho và hán tử cao gầy cười nói chuyện một chút, thì bạch thích và thanh niên tên gọi là chỉ thủy kia một người lạnh như băng, một người vẻ mặt đờ đẫn không chút phản ứng. Lũng ra lão tổ là hạng người tâm cơ thâm trầm, đối với việc này hiển nhiên không thèm để ý, cũng giới thiệu đám người Hàn Lập cho bên linh tộc biết. Bởi vì tên thánh linh tên gọi bạch thích kia, linh áp hậu kỳ trên người phát ra rõ ràng mạnh hơn thiên thu thánh nữ, cho nên đám tu sĩ bên nhân tộc hơn phân nửa đều chú ý đến kẻ thần bí này. Nhưng vị thánh linh hậu kỳ này không biết bản thể rốt cuộc là thứ nào tu thành linh, cả người phát ra bạch quang lúc sáng lúc tối, ngay cả Hàn Lập sau khi nhìn vài lần cũng cảm thấy nhức đầu hoa mắt, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Thời gian tiếp theo, hai bên không nói nhảm nữa, lúc này khoanh chân ngồi xuống dưới một tàng cây, bắt đầu bàn bạc chi tiết vấn đề tiến vào ma giới. Bởi vì hành trình ma giới lần này đã được hai bên chuẩn bị nhiều năm trước, hiển nhiên tất cả các bước và kế hoạch đã được thảo luận chi tiết, hiện tại chỉ cần điều chỉnh một số việc nhỏ nữa mà thôi. Cho nên không quá hai canh giờ hai bên đã thương lượng xong, tất cả mọi người lần nữa bay lên trời, chui vào trong cự thuyền màu xanh, lần nữa hiện ra trên trời. Cự thuyền màu xanh sau khi phát ra tiếng vù vù, ngoài thân chấp động quang hà bảy màu, sau đó hóa thành một đạo thanh quang mở nhạt bay lên trời. Chỉ một lát sau, thanh quang biến mất ở cuối chân trời. Nhưng mọi người trên cự thuyền hiển nhiên không biết, trong trời cao vạn trượng cách bọn họ không quá mười dặm, một quang đoàn màu trắng không một tiếng động bay theo, bộ dáng không rời. Trong quang đoàn, một gã đại hán giáp đen khuôn mặt xấu xí đang quay về phía một cung trang nữ tử, giật mình hỏi. Chủ nhân, người nói trong đám dị tộc này có kẻ khiến lão nhân ra người phải kiểng kỵ vài phần, điều này không thể nào mặc dù lão nhân ra người bởi vì bị thương căn bản không thể phát huy thần thông cấp thánh tổ nhưng dùng nhiều thời gian thì hẳn là có thể giải quyết đám hợp thể kỳ này mà cung trang nữ tử thì khuôn mặt quang hà màu hồng bao phủ một bàn tay cầm lấy một đồng tiễn màu vàng không ngừng cọ sát giữa các ngón tay một hồi lâu sau mới thản nhiên trả lời ta không phải kiện kỵ tên hợp thể kỳ này mà là thiên mệnh đồng tiễn của ta đột nhiên tự phản ứng điều này chứng tỏ trong đám hợp thể kỳ này có người mang dị bảo có thể uy hiếp được ta ta cũng không muốn sơ sẩy mà bị thương thêm. Đồng tiền trong tay nàng, một mặt khác một khuôn mặt người lương thiện đang cười, một mặt khác một khuôn mặt hung thần ác sát vô cùng quỷ dị. Bảo vật gì mà có thể uy hiếp được chủ nhân? Đại hán giáp đen dùng mình, hoảng sợ hỏi. Nếu như thần thông ta chưa mất đi, thì ngoại trừ huyền thiên linh bảo, thế gian này cũng có vài món bảo vật có thể chính thức uy hiếp được ta. Nhưng hiện tại pháp lực ta đã bị tổn hao nhiều, bởi vậy rất khó nói. Một số thông thiên linh bảo có thần thông đặc thù, hiện tại hẳn là có vài phần khắc chế được ta sau khi đôi mắt cung trang nữ tử lưu truyền một trận mơ quang chậm rãi nói chủ nhân mới vừa rồi có cảm ứng được dấu hiệu linh dược từ những người này không sắc mặt đại hán giáp đen sau khi biến ảo một chân cẩn thận hỏi thật ra ta cũng mơ hồ cảm ứng được linh dược ở trên người một kẻ nào đó chỉ là có chút kỳ quái cung trang nữ tử nhíu mày đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mê ly dường như có chuyện gì khiến nàng do dự Đại Hán giáp đen thấy cảnh này không hiểu gì hết, kinh ngạc nhìn cung trang nữ tử, không dám mở miệng hỏi thêm. Mà cự thuyền màu xanh lần này bay suốt 3 tháng, dọc đường đi tàng hình ẩn nấp, cẩn thận đi vòng qua các cứ điểm ma tộc, đi tới cạnh một bờ biển minh mông. Chương 2012, luyện đỉnh, cự thuyền màu xanh đâm đầu vào trong biển rộng, không chút ý định dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, tu sĩ nhân tộc và nhân tộc liên quan trong cự thuyền đều yên lặng ngồi xuống điều tức trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lẻn vào ma giới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đừng nhìn bọn họ chuẩn bị lâu như thế mà lầm tưởng, bởi vì hành trình lần này nguy hiểm rất lớn, tuyệt đối hiếm có trong cuộc đời. Chỉ cần một chút không cẩn thận, toàn quân bị diệt trong ma giới là chuyện không có gì ngạc nhiên. Cho nên giờ phút này ai cũng đều im lặng, chuẩn bị lần cuối cùng cho chuyến đi vào ma giới sắp tới. Trong gian phòng dưới tầng thấp nhất của cửa thuyền, trên bốn vách tường có đủ loại cấm chế linh quang chấp động, ba gã hàn lập khuôn mặt giống nhau như đúc đang khoanh chân ngồi song song. Một người toàn thân phát ra kim quang chói mắt, một người chấp động lục quang, còn một người thì thân thể không ngừng lưu chuyển hắc khí. Đúng là bản thể hàn lập, linh khu hóa thân và phạm thánh kim thân do đệ nhị Nguyên Anh thao túng. Nguyên bổn khúc nhi, linh khu và đệ nhị Nguyên Anh ngay lúc hàn lập bị ba đại hóa thân huyết quang truy sát, không thể không tạm thời ra làm mồi dụ địch. Kết quả, một người dựa vào thiên phú thần thông của linh khu tránh được đuổi giết, một người khác thì thi triển bí thuật tự bạo nguyên anh để một tia ma hồn may mắn chạy thoát hàn lập sau khi lần nữa trở về thiên uyên thành hiển nhiên đã sớm thi triển bí thuật triệu hồi hai kẻ này nhưng đáng tiếc bởi vì lúc đó đại quân ma tộc đang vây thành linh khu và ma không dám mạo hiểm trở về thiên uyên thành chỉ có thể tạm thời ẩn nấp bên ngoài đại quân ma tộc thẳng cho đến khi thiên uyên thành đánh lui đại quân ma tộc hàn lập đang bế quan dưỡng thương hai tên này mới lặng lẽ lẻn vào mật thất hội hợp cùng bản thể bởi vì bản thân hiểu rõ cấm chế trong thạch tháp như lòng bàn tay, cho nên không hề kinh động những người khác. Linh Khu và Khúc Nhi thì tốt hơn, đoạn thời gian rời xa Hàn Lập hoàn toàn vô sự, ngược lại tu vi bản thân còn có bộ dạng tăng tiến. Đệ nhị Nguyên Anh bởi vì đã tự bạo Nguyên Anh một lần, mặc dù tia tàn hồn nọ lần nữa ngưng tụ ra thân thể Nguyên Anh mới, nhưng Nguyên khí hiển nhiên tổn thương hơn phân nửa. Loại tình hình này nếu đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói thì tự nhiên là một chuyện cực kỳ nhức đầu, không tốn thời gian khổ tu hơn 10 năm, thậm chí hơn trăm năm thì rất khó khiến đệ nhị nguyên anh khôi phục như lúc đầu. Nhưng đối với kẻ có vô số linh đan diệu dược trong người như Hàn Lập thì lại không vấn đề gì. Sau khi hắn dùng lượng lớn linh đan bồi dưỡng, đệ nhị nguyên anh đã hồi phục khoảng 7, 8 phần. Hiện tại đệ nhị ma anh này mặc dù không thể bằng lúc mạnh nhất, nhưng cũng không đáng ngại, có thể lần nữa điều khiển kim thân tranh đấu với kẻ khác. Bất quá bản thể Hàn Lập không chút để ý hai khối hóa thân bên cạnh, mà toàn tâm toàn ý chú ý đến một tiểu đình màu tím trôi nổi trước người tiểu đỉnh này lớn không quá một tấc, hình dạng kỳ lạ cổ xưa, khác vô số phù văn huyền ảo, nhưng giờ phút này lại bị Hàn Lập phun ra từng đợt thanh diễm bao vây vào trong. Hai mắt Hàn Lập không chấp nhìn chằm chằm tiểu đỉnh, mười ngón tay nhanh như đạn, thỉnh thoảng phóng ra từng đạo pháp quyết vào trong thanh diễm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong thanh diễm chấp động, từ trong đỉnh mơ hồ truyền ra tiếng vù vù, cũng mơ hồ có quang mang trắng xám, một nửa chui vào trong đỉnh, một nửa chớp động ngoài đỉnh. Quang mang này lớn không quá ngón tay, nhưng bị bao vây trong thanh diễm, có vẻ cực kỳ linh tính, không ngừng điển cuồng chấp động, bộ dáng vô cùng sợ hãi thanh diễm. Vẻ mặt hàn lập không chút biến đổi, nhưng pháp quyết trong tay càng lúc càng phát ra nhanh hơn, đồng thời màu xanh của chân diễm từ miệng phun ra biến đổi, mơ hồ có một tia kim mang trong đó. Phốc suy, quang mang xám trắng dường như không thể chịu đựng được thanh diễm lưu hiện hóa, run lên bắn ra, hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng phá khởi sự bao phủ của thanh diễm, muốn phá không bỏ chạy nhưng hàn lập dường như đã sớm phòng bị không chút hoang mang búng một ngón tay ra một tiếng xét đánh vang lên một đạo kim sắc điện hồ trượt lóe bắn ra quang cầu màu trắng rú lên một tiếng lập tức tan biến trong kim sắc điện quang đại công cáo thành rồi không ổn ta tổn hao thời gian dài như thế rốt cục đã bước phân niệm của lão ma nọ ra hiện tại chỉ cần dùng tinh huyết tế luyện lần nữa là có thể sử dụng bảo vật này tùy ý hàn lập thấy cảnh này vẻ mặt buông lỏng tràn đầy mừng rỡ thì thảo nói tiếp nói hắn bắt quyết, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết đỏ tươi, phanh một tiếng, đón gió hóa thành một cổ huyết vụ nhập vào trong tiểu đỉnh. Pháp quyết trong tay biến đổi, hỏa diễm màu xanh tăng vọt gấp mấy lần, bắt đầu cuốn cuộn thiêu đốt toàn bộ tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này đúng là kiện tử ngôn đỉnh cướp được từ tay hóa thân huyết quang thánh tổ. Kiện bảo vật này lúc trước trong tay hóa thân huyết quang vạn phần huyền diệu, ngay cả hàn lập sử dụng cũng đau đầu không thôi, là một kiện huyền thiên tàn bảo. Chỉ bất quá lúc đó bảo vật này còn ngầm giữ lại một tia tàn niệm khác của lão ma, sau khi hắn có được, cũng không dám lập tức lấy ra tế luyện sử dụng, chỉ có thể trước tiên thả chân diễm ra, chậm rãi luyện hóa. Mà lũ ma niệm kia đã có linh tính, chẳng những ẩn nấp không chịu ra, thậm chí còn mượn một phần uy lực của bảo vật, đau khổ chống đỡ. Lúc này mới khiến Hàn Lập tốn mấy năm, hiện tại mới có thể bước từ trong đỉnh ra, một kích tiêu diệt. Kể từ đó, từ ngôn đỉnh này chỉ cần lấy máu tế luyện, liền trở thành một kiện đại sát khí chỉ riêng phần biến hóa khó lường, uy lực tử ngôn đỉnh rõ ràng còn trên cả kiện huyền thiên tàn nhận bị cướp mất, đây cũng coi như cái được bù vào cái mất. Hàn lập mất đến 7 ngày 7 đêm tế luyện tiểu đỉnh, đến ngày thứ 8 mới vui mừng phất tay lên. Một cổ hà quang xanh nhạt tuôn ra, thanh diễm một chút liền biến mất không thấy. Hàn lập mở rộng miệng, đột nhiên hít một hơi về phía tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh sau khi quay tròn, liền biến nhỏ bằng ngón cái, phù một tiếng dính lên chán hàn lập. Hàn lập nhá, em mở mắt, bắt đầu đau khổ tìm hiểu công năng của đỉnh này. Tử ngôn đỉnh trên trán lúc sáng lúc tối, phát ra tử quang mờ nhạt. Lại mất ba ngày ba đêm, Hàn Lập mới mở mắt, cười một tiếng. Giờ phút này, hơn phân nửa công năng của tiểu đỉnh đã bị hắn nắm giữ. Tay vỗ lên trán, tiểu đỉnh chợt lóe liền bị cầm lấy. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư, đột nhiên trong mắt hiện lên dị sắc, nhấc một cánh tay lên, cũng há miệng phun ra. Một đạo thanh quang bay đến quanh quần ở tay áo nhất thời tà áo vỡ vụn, một cánh tay màu cổ đồng hiện ra. Trên cánh tay, một vết kiếm màu vàng nhạt bất ngờ khắc trên đó, đúng là ấn kỳ do phong ấn huyền thiên chi kiếm lưu lại. Hai mắt hàn lập chấp động tinh quang, chăm chú nhìn vào vết kiếm trên cánh tay, vẻ mặt có chút trần chờ. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, đặt bàn tay còn lại lên cánh tay trần kia, cũng điều động pháp lực trong cơ thể. Chỉ thấy cả người hắn chấp động kim quang, bàn tay phút chốc tuôn ra từng đợt kim sắc ba lãng. Như thủy chiều cuồng chú vào cánh tay. Nguyên bổn vết kiếm màu vàng nhạt nhìn không có gì bắt mắt, dưới linh lực tinh thuần kích thích, trở nên có chút rõ ràng, dần dần từ vàng biến thành xanh biếc, màu sắc dần đậm hơn, cuối cùng biến thành quang mang màu lục sắc. Từ xa nhìn lại giống như một tiểu kiếm màu xanh biếc trong suốt đang bị khảm lên cánh tay. Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng, nhưng linh lực cuồng chú vào lại không hề dừng lại chút nào. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiểu kiếm màu xanh đột nhiên chấn động, có chút động đậy không ngừng chạy vào cánh tay, phảng phất như vật sống. Hàn Lập dùng mình, nguyên bổn bàn tay đang áp vào cánh tay có chút thả lỏng ra, linh lực màu vàng chợt lóe biến mất. Trong nháy mắt khi tiểu kiếm di chuyển, cánh tay trở nên cực nóng không chịu nổi, giống như bị nướng trong lửa, đồng thời kinh mạch trong cánh tay cũng trở nên vô cùng đau nhức, phảng phất sau một khắc sẽ bị gãy thành từng mảnh. Lúc này mới khiến hắn kinh hoàng, vội vàng dừng lại. Đã không có linh lực quán chú, nguyên bổn tiểu kiếm màu xanh đang di chuyển, lập tức chợt lóe trở về vị trí ban đầu, linh quang thu lại, lần nữa khôi phục vẻ bình thường. Hàn lập lẳng lặng nhìn vết kiếm màu vàng, không khỏi nhíu mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi động đẩy cánh tay. Một tầng thanh quang chợt lóe trên cánh tay, nguyên bổn tay áo bị nghiền nát, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không thể nhìn ra dấu vết bị vỡ nát. Nhưng lúc này, Hàn lập lại cười khổ một tiếng, lắc đầu từ nói. Xem ra pháp lực hợp thể hậu kỳ vẫn không đủ thúc giục huyền thiên chi bảo này, bất quá so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, mạnh mẽ kích thích cũng có chút cảm ứng. Xem ra nếu muốn nắm bảo vật này trong tay thì phải đạt đến tu vi đại thừa kỳ mới được. Hàn Lập nói xong, sau khi suy nghĩ một chút, lần nữa nhắm mắt bắt đầu nhập định. Hai tháng sau, cự thuyền màu xanh đột nhiên dừng lại trong hư không. Hàn Lập hiển nhiên cảm ứng được, mở hai mắt, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng lũng ra lão tổ đột nhiên vang lên trong mật thất. Hàn huynh, sắp đến tiết điểm thông đạo mà lúc đầu chúng ta đã định, cự thuyền này quá lớn, không thích hợp để chúng ta tiếp tục sử dụng bay vào, cho nên chúng ta sẽ tự bay. Thì ra là thế, hàn mỗ biết rồi. Hàn lập thản nhiên truyền âm trở lại một câu, liền đứng dậy phất tay vào vách tường bốn phía gần đó. Nhất thời hơn 10 trận kỳ đủ màu hiện lên trong hư không gần đó, hóa thành từng đạo linh mang bay vào miệng. Tiếp theo thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi phòng. Thanh hồng chấp động một cái liền xuất hiện trên trời cao bên ngoài cự thuyền, gần đó sớm đã có lũng ra lão tổ và thiên thu thánh nữ, cùng vài người của hải tộc. Hàn lập không phải là người cuối cùng bay ra, theo sát sau đó là phi phát nam tử lâm ra và lão nho linh tộc, một trước một sau từ bên trong bay ra. Lão nho kia sau khi bay ra, lập tức miệng lẩm bẩm điểm vài cái vào cự thuyền màu xanh trên không. Nhất thời cự thuyền thoáng mơ hồ, liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, nó hóa thành một cây gỗ xanh, chấp động một cái liền bị lão nho thu vào người. chương 2013, Thiên Bạc, lúc này, Hàn Lập quét ánh mắt khắp mọi nơi, chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh biển rộng, tại nơi xa xa trên không trung bầu trời xanh thẳm một mảnh, còn có mấy đám mây trắng đang bay lơ lửng tô thêm cho bức tranh tuyệt mỹ đó mà không thấy bất kỳ vật gì mới lạ đáng để quan tâm. Bây giờ, nơi này cách điểm đến chỉ có 4 năm ngày lộ trình. Ma tộc tiết điểm mặc dù không lớn, lại ở một nơi vắng vẻ trong góc huyền vũ cảnh, nhưng lại là khu vực đóng quân của đội quân ma tộc khát máu và háo chiến nhất bạo ma nhất tộc. Bạo ma ma tộc thích nhất là tranh giành và mạnh đấu. Hiện tại, cả huyền vũ cảnh là một mảnh rực lửa, hỗn loạn hơn so với những địa phương khác. Vì vậy chúng ta đi vào phải cẩn thận một chút, lũng ra lão tổ ngưng trọng hướng mọi người nói. Cái này là tự nhiên, ban đầu nếu chọn ma tộc tiết điểm ở khu vực thiên uyên thành mà nói thì chúng ta sẽ ít mạo hiểm. Vũ y thiếu nữ bỗng nhiên có chút đáng tiếc nói, ở gần thiên uyên thành, lối đi vào tiết điểm không thể qua được. Lão Phu đã sớm phái người dò xét qua chỉ có dùng tiết điểm nơi này mới có thể nhanh chóng vào ma giới huyết thạch sơn mạch. Huyết thạch sơn mạch cho dù ở trung tâm của ma giới nhưng cũng là địa phương rất hoang vu, cũng không có bao nhiêu ma tộc trú đóng. Chúng ta ra vào tại đó chắc chắn là không có gì nguy hiểm. Nếu chúng ta dùng những tiết điểm khác tiến vào ma giới ở bên trong, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao, chỉ là nơi này cách nơi chúng ta muốn đi quá xa nên cũng hao phí mấy lần lộ trình lũng ra lão tổ không lưỡng lự lắc đầu, thiếp thân cũng chỉ nói thế mà thôi, sao có thể đối với an bài của lũng huynh không yên lòng được. Vũ y thiếu nữ đôi mắt xoay động, cười hì hì nói. Lũng ra lão tổ chỉ cười hắc hắc cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này thiên thu thánh nữ hướng lũng ra lão tổ bay tới, thấp giọng cùng thương lượng hai câu, sau đó chào hỏi bốn người khác rồi cùng nhau khống chế độn quang lên đường. Lũng ra lão tổ chào hỏi đám người hàn lập một tiếng rồi cũng mang theo một người toàn thân hắc bào họ huy, một trưởng lão của lũng ra đằng không bay lên. Còn lại cùng hàn lập ba người, hóa thành từng đạo nhàn nhạt độn quang hướng phía trước theo sát đi. Kế tiếp bốn ngày ở bên trong, đám người hàn lập lục tục gặp được mấy đội tuần tra ma tộc vệ sĩ, mỗi đội ít thì mười mấy người, nhiều thì cũng hơn trăm người. Mà chút ít ma tộc vệ sĩ so với bọn ma tộc lúc xuất hiện ở thiên uyên thành khác nhau rất lớn, chẳng những mỗi một ma tộc vóc người so với ma tộc bình thường cao hơn non nửa, mà ma giáp trên người, minh ấn rất nhiều ma văn màu lam quỷ dị, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Lấy thần thông của đám người Hàn Lập, giết hết những ma tộc vệ sĩ này là chuyện dễ dàng, nhưng đoàn người đem độn quang một che đậy, vượt lên đỉnh đầu đám ma tộc này không một tiếng động nhẹ nhàng bay qua. Những ma tộc vệ sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, đối mặt đám người Hàn Lập đều là hợp thể lão quái vật, tự nhiên không cách nào phát hiện. Ngày thứ tư vào lúc xế chiều, phía trước nơi biển rộng cuối cùng cũng hiện ra một mảnh nhỏ, bay gần một chút mọi thứ dần hiện ra rõ ràng xa xa xuất hiện từng ngọn lớn nhỏ không dứt đảo san hô. Những hòn đảo này, nhỏ cũng tới mấy dặm, lớn thì chừng trăm dặm rộng, chi chít trải rộng phía trước trong hải vực. Thiên thu đạo hiếu, phía trước hẳn là có cao cấp ma tộc chú đóng, phía dưới phải trông cậy vào đạo hiếu rồi. Các đạo hiếu khác có thể đem lúc trước phân phát ngụy ma châu ăn vào rồi, vạn nhất thật sự lộ liếu hành tích, lập tức kích thích bên trong ma khí cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lũng ra lão tổ đem độn quang vừa tới, cũng hướng phụ cận đám người thiên thu thánh nữ cẩn thận nói. Cái này là tự nhiên, vì chuyến này, thiếp thân đã tốn hao hơn trăm năm khổ công, mới luyện chế ra cái vật nhỏ này. Thiên thu thánh nữ nghe vậy đột nhiên cười một tiếng nói. Sau đó nàng này bàn tay vừa chuyển, trong tay đột nhiên nhiều ra một cây phiên kỳ, nhẹ nhàng đung đưa, vô số đóa kỳ hoa màu trắng trống rỗng từ phía trên tuôn ra, sau đó bang bang bạo liệt mà mở. Một cổ xương mù màu trắng tại trong hư không di động hiện ra, sau đó cuồn cuộn ngưng kết một đoàn, lớn chừng gần mẫu nhỏ, hướng Hàn Lập đám người bọc xuống. Hàn Lập hai mắt nhíu lại nhìn một cái, nhưng thân hình không động. Trong nháy mắt, cuồn cuộn xương trắng đã bao phủ toàn bộ đám người vào trong đó. Lúc này, Thiên Thu Thánh Nữ trong miệng một hồi lẩm bẩm niệm chú, đem phiên kỳ đột nhiên sáng ngời mấy cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, phiên kỳ lúc sáng lúc tối trong sương mù, một trận năm màu ký hiệu tuôn ra dần dần xuất hiện, tùy theo từng người bên trong mà trở nên mơ hồ mỏng manh, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô không thấy bóng dáng vũ y thiếu nữ đám người thấy tình hình như vậy không khỏi mừng rỡ hàn lập thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt chấp động ở bên trong thần niệm vừa tản ra hướng trong sương mù tìm tòi chốc lát thời gian sau hắn trong mắt xuất hiện một tia kinh dị đám sương mù này không biết ẩn chứa loại nào thần diệu cấm chế ở trong đó lấy cường đại thần niệm như thế khẽ quét qua mà cũng chỉ cảm giác giống tuếch phảng phất như là bất kỳ vật gì cũng không tồn tại trong đó Hàn lập tâm niệm vừa chuyển, trong con mắt bỗng nhiên Lam mang khẽ chấp động. Kết quả ở dưới thần thông minh thanh linh mục, rốt cuộc thấy được tầng xương mù màu trắng kia hóa thành vòng bảo hộ. Bất quá giờ phút này xương mù ở dưới linh mục chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, lộ ra vẻ kỳ lạ hết sức. Hàn lập trong lòng cũng theo đó buông lỏng, trong mắt lam mang thu lại dần dần biến mất. Nghĩ bực này trình độ ẩn nặc, mặc dù đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng ma tộc bên kia trừ tinh thông một số đặc thù bí thuật ma tộc tôn giả, nếu không cao cấp ma tộc thì không cách nào phát giác, đầy đủ che chở đoàn người bọn họ lẫn vào trong thông đạo tiết điểm. Không riêng Hàn Lập, đám người tu sĩ vũ y thiếu nữ hiển nhiên cũng đều phát giác điều huyền diệu của đám sương mù này, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Lũng ra lão tổ lại càng lộ ra vẻ mặt rất là hài lòng. Thiên thu thánh nữ đột nhiên cầm trong tay phiên kỳ hướng trước người ném đi, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang ở phụ cận bay qua bay lại, cả đám xương trắng biến thành cấm chế lập tức vô thanh vô tức hướng về phía trước từ từ bay đi đám người hàn lập lấy ra một viên đen nhánh viên châu nuốt hồi vào trong bụng nhanh chóng thu liếm khí tức cũng theo đám xương trắng hướng về phía trước ẩn nặc bay đi đảo mắt kiểm tra đám người bọn họ thần không biết quỷ không hay bay vào trong trung tâm quần đảo san hô diện tích không lớn lắm ở cách bọn họ hơn trăm dặm quỷ dị trên bầu trời dao động cùng một chỗ một đoàn phấn hồng quang cầu lóe lên di động hiện ra tia sáng lóe lên rồi biến mất hai bóng người di động hiện ra cũng dừng ở trên bầu trời không động trong đó một cô gái mặc một bộ cung trang yểu điệu màu trắng, trong tay một quả màu tím đồng tiền nhẹ nhàng cầm nắm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước. Mà tên kia là một ma tộc đại hán người mặc một bộ giáp màu đen, không dám thở mạnh đứng ở bên cạnh cô gái, vẻ mặt kính cần nghe theo. Hắc ngạc, chuẩn bị một chút, ta phải ở chỗ này mở đàn thiên bạc một lần. Cô gái trong tay màu tím đồng tiền bỗng nhiên lóe lên không thấy, cũng hướng hắc giáp đại hán phân phó một câu. Chủ nhân, người lần trước thiên bạc cắn chả còn không có hoàn toàn tản đi, mà trong thời gian ngắn bói toán thần thông, sợ rằng không tốt lắm đâu. Hắc giáp đại hán nghe vậy cả kinh, trần chờ nói. Liên tiếp hai lần tiến hành thiên bạc, thân thể của ta hồi thể tự nhiên gánh nặng không nhỏ. Nhưng nếu bỏ qua trước mắt cơ hội, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cơ hội duy nhất khôi phục pháp lực của ta. Cùng với lần này so sánh, giao ra nhiều một chút cũng không coi vào đâu. Cung trang cô gái nhưng lơ đễnh trả lời, bất quá chỉ là một số nhân tộc tu sĩ, chủ nhân hãy yên tâm, chỉ cần ngài đem trấn nguyên giản ban thưởng hắc ngạc nguyện ý thay chủ nhân đem những hợp thể tu sĩ này đánh chết đem linh dược tìm ra hiến cho chủ nhân hắc giáp đại hán trên mặt sát khí lóe lên sau đại bề ngoài trung thành nói trấn nguyên giản mặc dù uy năng vô cùng lớn vốn dĩ ngươi bây giờ tu vi nhưng không cách nào phát huy mấy phần uy năng huống chi thiên mệnh đồng tiền này đã nói lên những người này trong tay khẳng định cũng có vật có thể đối kháng trấn nguyên giản ngươi cho dù lấy được hơn phân nửa cũng không cách nào có hiệu quả nếu không ta cũng sẽ không có quyết định lần này Tốt lắm, ngươi không cần nhiều lời rồi, bắt đầu chuẩn bị đi. Phía trước những người đó động tác không chậm, mặc dù trì hoãn một chút nhưng đuổi theo bọn họ cũng không phải khó khăn lắm. Cung trang cô gái quét đại hán một cái, thản nhiên nói: "Vâng, chủ nhân, ta đây tựu lập tức bắt đầu bố trí." Hắc Ngạc vừa thấy cô gái tâm ý đã định, tự nhiên không dám nữa nói thêm cái gì, luôn miệng đáp ứng thân hình bỗng lóe lên. Bóng người thoáng một cái, hình ảnh Hắc Ngạc cao hơn trăm trượng nhanh chóng hiện ra, sau đó song trưởng giơ lên. Tám đầu vật đồng thời vừa bay ra, xoay xung quanh sau đó một trận vù vù dừng lưu tại phụ cận trong hư không. Rõ ràng là tám pho tượng mộc nhân toàn thân đen nhánh. Mỗi một con đều chẳng qua cao gần nửa xích, nhưng đầu cường đại vô cùng, cơ hồ thân thể một loại lớn nhỏ, mỗi tấm khuôn mặt cùng vẻ mặt cũng không giống nhau, phân làm ra vui vẻ, giận dữ, buồn bã, yêu thương bao gồm nhiều vẻ mặt, nhưng hết lần này tới lần khác trông rất sống động, phảng phất người sống một loại. Hắc Giáp Đại Hán thả ra tám chiếc quái dị mộc nhân động tác cũng không dừng lại, ở chỗ cú quay tròn, thân hình vừa chuyển, bỗng nhiên hàng trăm. Đá phiến từ trên người kích hồi bắn ra, vây quanh kia thân thể vừa chuyển, liền hướng cùng một nơi đột nhiên tụ lại, trong nháy mắt hóa thành một người cao bảy tám trượng bích lục thạch đài. Thạch đài mặt ngoài minh ấn vô số xanh biếc ướt át hoa văn, cũng mơ hồ có một cổ khó có thể nói rõ hoang dã khí tức từ đó xông ra. Hắc giáp đại hán một tay nữa vừa chuyển, trong tay liền có một viên tinh cầu lập lè màu lam, hướng xuống mặt biển hung hăng ném đi tinh quang lóe lên rồi biến mất, tinh cầu một chút không có tiến nhập vào trong biển không thấy bóng dáng. Nhưng hắc giáp đại hán nhấc lên một ngón tay nhanh chóng chỉ thẳng xuống. Ung um ung um có tiếng nổi lên, phía dưới mặt biển một lớp đào mãnh liệt, cuồn cuộn sống động, nhấc lên kinh thiên sóng lớn cao mấy trăm trượng. Cuồn cuộn sóng lớn hướng trời cao bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt tạo thành một tầng bích lam sắc thủy mạc, tại thạch đài phụ cận, tám pho tượng đại đầu mộc nhân nháy mắt tất cả đều gắn vào trong đó. Chủ nhân, tế đàn đã bố trí tốt, người có thể làm phép rồi. Đại hán thở dài ra một hơi, lúc này mới hướng trời cao liền ôm quyền, kính cẩn nói. Trên bầu trời cung trang cô gái thấy tình hình như vậy, gật đầu một cái, thân hình đi xuống vừa rơi xuống, tự không chút hoang mang tiến vào trong thủy mạc. Nàng này một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chân ngôn từ hơi thở mùi đàn hương từ miệng từ từ phun ra sau, thủy mạc bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng kỳ dị lam quang. Phụ cận hư không một trận vặn vẹo, cả tòa thủy mạc dần dần trở nên trong suốt sáng lên, Cuối cùng lóe lên mấy cái liền biến mất. Cùng lúc đó, màn sáng trong đích thạch đài bốn phía, nguyên bản tĩnh lặng bất động tám pho tượng mộc nhân liền động, đồng thời xuất hiện ở trên bốn góc thạch đài. Mỗi một cái góc nhỏ, đồng thời có hai pho tượng mộc nhân thật chặt đứng chung một chỗ. Chương 2014, diệt khẩu. Cung trang nữ tử đột nhiên ném đồng tiền lên trời cao, linh quang chợt lóe, liền hóa thành chậu đồng cao một thước, từ không trung hạ xuống, vừa lúc rơi vào chính giữa bãi đá. Bề mặt chậu này trải rộng từng tầng phù văn cực kỳ phức tạp, bên trong có một đoàn quang cầu màu tím không ngừng chấp động, cơ hồ có vật gì đó giấu bên trong, khiến người ta không thể nhìn rõ. Thân sắc cung trang nữ tử không đổi, vươn một ngón tay ngọc ra, thong thả điểm về phía tám người gỗ. Nhất thời người gỗ nguyên bổn không nhúc nhích, mặt ngoài đột nhiên nổi lên từng tầng hắc khí quỷ dị, sau đó ngưng tụ, biến ảo thành tám mặt quỷ giữ tợn hình dáng khác nhau. Chúng nó ở phía sau người gỗ phát ra tiếng gầm đáng sợ, lắc đầu không ngừng dẫy dục, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể rời quá xa người gỗ, bộ dạng như bị trói buộc chặt. Chuẩn bị tế phẩm, cung trang nữ tử coi như không nhìn thấy bộ dạng của người gỗ, ngược lại thản nhiên ra lệnh. Vâng, chủ nhân, hắc giáp đại hán nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó chấp động bay lên phía trên bãi đá, đột nhiên vỗ vào hông. Phố suy một tiếng, một túi da đen thui to cỡ bàn tay từ trên người bay ra, sau khi xoay tròn liền biến lớn cỡ một trượt, đảo ngược miệng xuống chậu đồng bên dưới miệng túi mở ra, từ đó phun ra một cổ huyết thủy, rót vào quang cầu màu tím trong chậu. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, mặc cho huyết thủy phảng phất như thác nước từ trên đổ xuống, nhưng cái chậu lại giống như động không đáy, không xuất hiện cảnh tràn đầy. Hắc giáp đại hán đối với cảnh này dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn bắt quyết không ngừng thúc giục túi ra màu đen. Sau thời gian một bữa cơm, túi ra đã đổ ra hơn ngàn cân máu, nhưng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn, không thấy dấu hiện dừng lại. Được rồi, có lẽ đã đủ, Tinh huyết khi đánh chết cổ thú hợp thể kỳ kia thu thập cũng không nhiều lắm, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Cung trang nữ tử nhíu mày, đột nhiên nói, tuân lệnh, hắc giáp đại hán nghe xong, lập tức hư không chảo một cái về phía túi ra. Miệng túi lập tức chợt lóe quang mang, khép lại, thể thích khôi phục như lúc ban đầu bay về phía đại hán. Cung trang nữ tử khẽ hít một hơn, tay bắt quyết, sau lưng chợt lóe quang thải, một cây hoa khổng lồ màu hồng hiện ra. Cây hoa này trong suốt sáng long lanh, trên ngọn nở hoa lạ màu hồng nhà to bằng nắm tay, tỏa ra từng đợt hương thơm khiến người ta vừa ngửi liền cảm thấy say mê. Thân hình cung trang nữ tử sau khi hơi mơ hồ, liền biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng sau một khắc, nàng xuất hiện phía trên cây hoa, bàn chân trần trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng đạp lên cành hoa, thân hình vững vàng không chút rung động. Nữ tử này lật tay, trong tay hiện ra một thanh cốt đao trắng nõn như ngọc, mỏng manh sắc bén vô cùng. Sắc mặt cung trang nữ tử không đổi, nhấc một tay lên từ trong tay áo lộ ra một cánh tay trắng như ngọc. Cốt đao hơi huy động, một đạo bạch tuyến nhất thời chợt lóe lướt qua cổ tay. Một đoàn chất lỏng màu bạc hóa thành ngân tuyến từ trên tay nhỏ xuống cây hoa trong suốt bên dưới, chợt lóe liền nhập vào trong không thấy bóng dáng. Tiếng xé gió vù vù nổi lên, nguyên bổn cây hoa vốn màu hồng nhạt, trong nháy mắt hóa thành màu bạc, nhiều đóa ngân hoa nở ra, từ xa nhìn lại rất diễm lệ. Trải qua một lúc, cung trang nữ tử thu cổ tay về, hé miệng thổi một cái một mùi thơm mát lướt qua trên cổ tay, vết máu nọ liền chớp động biến mất trong bạch quang, mà cung trang nữ tử lúc này mới nhìn xuống cái chậu bên dưới, bàn tay lật lại, cốt đao biến mất, thay vào đó là một tấm khăn màu đen, ném lên không trung. Bầu trời trong màn nước bỗng nhiên ảm đạm, hiện ra từng lớp màn đen như mực, ngăn cản ánh sáng bên ngoài lọt vào. Cung trang nữ tử lại nhấc chân ngọc, dùng mũi chân nhẹ nhàng dậm xuống cây hoa bên dưới. Phanh một tiếng, cây hoa khổng lồ nổ tung, từng điểm ngân quang bắn ra xung quanh. Trong màn đêm hiện ra vô số ngôi sao, dưới sự thúc giục làm phép của nữ tử, chúng dựa theo quy luật cực kỳ huyền diệu, chậm rãi chuyển động. Trong màn nước bất ngờ hình thành một thiên địa khác, hai mắt cung trang nữ tử chợt lóe ngân quang, thân hình mơ hồ, hóa thành một đạo hư ảnh màu trắng cao hơn 10 trường. Trong hư không nhất thời vang lên tiếng chú ngữ cực kỳ dễ nghe. Ngôi sao đầy trời lấy hư ảnh màu trắng làm trung tâm, càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, thỉnh thoảng huyễn hóa thành từng hình dáng huyền ảo. Đồng thời cùng lúc đó, quang đoàn trong chậu đột nhiên chậm rãi bay lên, bắt đầu biến ảo không ngừng, nhúc nhích ngưng kết dưới bầu trời sao. Lúc thì nó huyễn hóa ra đồ án kỳ lạ, khoác mấy phù văn cổ quái, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Trước người cung trang nữ tử không biết từ khi nào hiện ra một cái la bàn màu vàng rực rỡ, mười ngón tay ngọc liên tục điểm lên la bàn, khiến từ trong la bàn thỉnh thoảng phát ra quang hà bảy màu. Nữ tử khẽ huy động mười ngón tay, cử động nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng nhưng trên thực tế mỗi lần huy động đều khiến sắc mặt tái nhợt, ngân quang trong đôi mắt đẹp trợt động, dần dần trở nên sáng hơn. Tám đầu quỷ phía sau tám người gỗ ở bốn góc bãi đá, không biết từ khi nào phun lên trời cao những cột sáng thô to, to phảng phất như tám cây kình thiên cự trụ chống đỡ phiến trời đất đen tối bao la này. Nửa canh giờ sau, từ phía quần đảo San hô đột nhiên có một đội ma tộc hơn 10 người, cưỡi ma thú có cánh giống như cá mập, không chút hoang mang bay qua màn nước bên này. Động tác đám ma thú nhìn như chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới gần màn nước. Bất quá những ma tộc này hiển nhiên không phát hiện ra màn nước khổng lồ đang ẩn nấp, đội ngũ không chút dừng lại, bay xẹt qua bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, ầm ầm ầm, nguyên bổn màn nước đang ẩn giấu, đột nhiên hiện ra trong hư không, tiếp theo co giãn rồi nổ tung. Sóng nước trong nháy mắt cuồn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng, hình thành một dòng nước thật lớn trên không trung. Đội vệ sĩ ma tộc này hiển nhiên kinh hoàng, vội né tránh vỗ vào ma thú bên dưới. Đám ma thú gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một đoàn thanh quang, tạo thành từng tầng hào quang màu xanh trước người, bảo vệ toàn thân. Sóng nước thật lớn sau khi ập xuống, bị màn hào quang chợt lóe ngăn cản. Đám ma tộc này luống cuống tay chân một trận, nhưng khôn có ai thật sự bị thương. Bất quá bọn họ tự nhiên vừa sợ vừa giận, hơn phân nửa số người lập tức rút binh khí trên người ra kinh nghi bất định nhìn qua bên dòng nước. Dòng nước màu xanh kia ầm ầm vài tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tan biến, hiện ra hai đạo nhân ảnh. Đúng là hai người cung trang nữ tử và Hắc Giáp Đại Hán. Bất quá giờ phút này nữ tử cầm trong tay một kiện la bàn màu vàng, trên mặt không có một chút máu, nhưng hai mắt phát ra ngân mang, vẻ mặt có vẻ cực kỳ phức tạp, phảng phất vừa có chút khó tin, lại vừa có chút vui mừng lẫn sợ hãi, cùng một chút do dự. Hắc Giáp Đại Hán thì kinh ngạc nhìn bốn phía, ánh mắt có chút kinh ngạc. Một gã vệ sĩ ma tộc hợp thể kỳ cầm đầu, sau khi đảo thần niệm qua hai ngựa oi, nhất thời kinh hoàng. Vô luận tu vi cảnh giới của cung tảng nữ tử hay hắc giáp đại hán, hắn căn bản đều không cảm ứng ra được, bất quá ma khí trên người hắc giáp đại hán cực kỳ tinh thuần, không chút nào che giấu. Vì vậy tên cao dai ma tộc cầm đầu này hoảng sợ, vội vàng nhảy ra khỏi ma thú, sau khi cúi người hành lễ với hai người đối diện, cẩn thận hỏi. Tại hạ thạch thước thuộc bộ bão ma tộc, xin hỏi hai vị tiền bối là người tộc nào, có chuyện gì muốn vãn bối đi làm hay không? hắc giáp đại hán lạnh lùng nhìn lướt qua đám ma tộc này, không nói gì thêm, nhưng sau một khắc, ánh mắt lập tức chuyển lên người cung trang nữ tử, cung kính hỏi. Chủ nhân, những tộc nhân thấp kém này nên xử lý như thế nào? Nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta thì cứ tiêu diệt đi. Cung trang nữ tử cúi đầu nhìn la bàn trong tay, không ngẩng đầu lên, ra lệnh. Thanh âm không chút cảm tình, phảng phất đám bạo ma tộc xung quanh chỉ là kiến hôi. Hắc giáp đại hán nghe vậy, không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hung quang trong mắt chợt lóe, đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám bạo ma tộc, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. "Không tốt, chạy mau." Tên ma tộc hợp thể kỳ cầm đầu kia rất nhanh trí, vừa nghe hai người cung trung nữ tử và hắc giáp đại hán nói chuyện, trong lòng phát lạnh, lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời phất tay, một hạt châu từ trong lòng bàn tay bay ra, linh quang chợt lóe, một cái cự nhận màu đen xuất hiện, người và nhận hợp nhất, hóa thành một đạo ô quang bỏ chạy về phía quần đảo san hô phía sau đám vệ sĩ bạo ma tộc khác thấy cảnh này cũng kinh hãi hiển nhiên lập tức giải tán chạy trốn hắc giáp đại hán thấy cảnh này cười lớn một tiếng hai tay đánh ra từ trong tay áo bay ra một cổ hắc khí hướng bốn phía tuôn đi trong hắc khí nổi lên tiếng xé gió không ngừng bên trong mơ hồ có các loại yêu trùng như ẩn như hiện vừa tuôn ra liền bao phủ đám vệ sĩ ma tộc muốn chạy trốn vào trong nhất thời bên trong liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết mà bản thân Đại Hán thì liếc mắt nhìn đoàn Ô Quang đã chạy ra xa mấy trăm trượng, khóe miệng cười nhạt, thân hình sau khi mơ hồ, liền hóa thành một cổ hắc phong cuồn cuộn đuổi theo. Chỉ một lát sau, sau khi phía xa truyền đến tiếng gào thét, Đại Hán liền cầm một cái đầu đầy máu quay ngược trở về. Sau khi hắn cầm vật trong tay ném vào trong hắc khí, liền không nói một lời đứng bên cạnh nữ tử, trên mặt khôi phục vẻ cung kính ban đầu. Lúc này, trong hắc khí bốn phía hầu như không còn tiếng kêu thảm nào nữa. Hắc khí quay cuồng Tất cả đều nhập vào trong thân hình đại hán. Từ đầu tới cuối, cung trang nữ tử không ngẩng đầu nhìn bất cứ thứ gì, chỉ vuốt ve la bàn màu vàng trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ âm tình bất định. Chương 2015 xông vào, đi thôi, mới vừa rồi động tác của ngươi mặc dù cũng nhanh, nhưng nói không chừng cũng sẽ kinh động những người khác. Cung trang nữ tử đột nhiên thu la bàn trong tay lại, thản nhiên nói một tiếng. Tiếp theo nữ tử này phất tay, phấn hồng hà quang đại phóng phút chốc đem bản thân và hắc giáp đại hán bao phủ, sau đó hóa thành một đoàn quang cầu bay lên, xoay quanh một cái liền phá không bắn đi. Phương hướng đúng là quần đảo san hô phía trước, trong độn quang, cung trang nữ tử nhíu mày nhìn phía trước, có vẻ đăm chiêu. Hắc giáp đại hán nhìn trộm đôi mắt nữ tử, qua một hồi lâu, rốt cục không nhịn được hỏi, chủ nhân, đến lúc cuối, tế đàn tại sao lại đột nhiên nổ tung thế? Chủ nhân không có chuyện gì chứ? Không có gì, chỉ là phản vệ khi làm phép có chút mãnh liệt vượt quá dự đoán, cuối cùng mới không thể khống chế. bất quá bản thân ta thì không có việc gì, chỉ là tám khối lỗi thế thân nọ đều bị phá hủy. nếu không luyện chế thứ khác để thay thế thì trong một thời gian dài có lẽ không thể dùng lại thuật bói toán. cung trang nữ tử cũng không giấu giếm gì, chậm rãi trả lời. cái gì? có chuyện này sao? mới vừa rồi chủ nhân bói toán, hắc giáp đại hán thẩm dùng mình, thì thảo nói yên tâm, mặc dù thi pháp không hoàn toàn thành công, nhưng vẫn có được một chút quẻ tượng. chỉ là quẻ tượng này nói không rõ thật sự có chút mơ hồ trong đó dường như còn có vài chuyện mâu thuẫn bất quá có một vài thứ không sai nhóm người này đúng là liên quan đến việc ta khôi phục lại tu vi trước tiên cứ gắt gao đi theo phía sau không nên kinh động bọn họ ta phải suy nghĩ một chút mới có thể tìm hiểu thấu triệt cung trang nữ tử thản nhiên nói vâng chủ nhân vậy chúng ta nhanh đuổi theo đi đám người này chẳng những tụ tập nhiều tồn tại hợp thể kỳ như vậy hơn nữa còn lặn lội đường xa đến đây xem ra mục đích cũng không đơn giản Hắc Giáp Đại Hán nghe xong, đầu tiên có chút giật mình, nhưng lập tức cung kính trả lời. Mặc kệ ý đồ của bọn chúng là gì, cứ bám theo phía sau, đến lúc cuối sẽ biết. Thần sắc cung trang nữ tử không đổi nói, "Chủ nhân đã sớm ngầm hạ cấm chế lên người nữ tử nhân tộc nọ, hơn nữa bọn chúng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, bọn chúng căn bản không thể thoát khỏi truy tung của chúng ta." Hắc Giáp Đại Hán nhếch miệng cười hắc hắc, mà cung trang nữ tử thì chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hắc Giáp Đại Hán thấy cảnh này cũng thức thời. Lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Mấy canh giờ sau, trên khoảng không cách một đảo san hô khổng lồ mấy trăm dặm, đám người Hàn lập dựa vào bảo vật của Thiên Thu Thánh nữ che chở, đã dừng lại, lơ lửng trên trời cao mấy ngàn trượng, nhìn về phía cứ điểm ma tộc ở xa. Cứ điểm ma tộc này dường như chiếm diện tích gần một nửa hòn đảo, bốn phía chẳng những là tường sám cao trăm trượng, mà gần đó còn bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế. Thậm chí một tầng quang mạc màu đen còn bao phủ cả toàn cứ điểm vào trong khắp nơi trên tường thành có thể thấy được vệ sĩ ma tộc cầm trong tay đủ loại binh khí, trên trời cao còn có một số quái điểu hai đầu giống như ma cầm bay lượn. Càng vào trung tâm, càng có thể thấy được từng đội giáp sĩ ma tộc không ngừng đi tuần tra, có thể nói là phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Mà trên bầu trời cứ điểm, bất ngờ có một đám mây đen rộng chừng mấy trăm mẫu đang không ngừng quay cuồng, bên trong không ngừng phát ra tiếng xé gió, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng tia sét chấp lên, khiến người ta có cảm giác âm sâm khủng bố. Có đúng không đây, Lũng huynh từng nói nơi này không có nhiều ma tộc đóng quân mà. Thiên thu thánh nữ nhìn tình hình cứ điểm phía xa, âm trầm nói. Mấy tên thánh linh khác, sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút không tốt. Về phần đám tu sĩ nhân tộc như Hàn Lập và Vũ Y Thiếu nữ diệp ra, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn lũng ra lão tổ cũng có chút hoài nghi. Mấy vị đạo hữu không nên hiểu lầm, lúc trước ta cử người đến đây dò xét, nơi này quả thật không có nhiều ma tộc đóng quân, chỉ xây một tòa cứ điểm rất nhỏ, hiện tại biến thành bộ dáng thế này cũng nằm ngoài dự đoán của lão phu xem ra đây là do ma tộc đột nhiên phái lượng lớn nhân thủ đến mới có thể nhanh như vậy cứ điểm to cỡ này lũng ra lão tổ cười khổ một tiếng vội vàng giải thích nói ơ ờ, đây là việc lớn ta tin lũng huynh sẽ không nói láo nhưng lúc này đạo hiếu định thế nào có muốn đổi thông đạo khác hay không dù sao nơi này nhiều ma tộc như thế sợ rằng có tôn giả ma tộc vả trấn kế hoạch ban đầu sợ rằng không thể dùng sắc mặt thiên thu thánh nữ sau khi biến ảo một chút rốt cục thần sắc hòa hoãn nói nếu đổi lại nơi khác thì sợ rằng không còn kịp đây là thông đạo thích hợp nhất mà ta đã dò xét những nơi khác mặc dù chúng ta có thể đến ma giới nhưng nguy hiểm sẽ nhiều hơn hơn nữa cứ điểm trước mắt mặc dù hơi lớn nhưng không thể trùng hợp thật sự có tôn giả ma tộc tỏa trấn bất quá cách lúc đầu đích xác không thích hợp dùng trong hoàn cảnh này mặc dù ngụy ma châu vạn phần thần diệu có thể giấu được tai mắt thần niệm của cao giai ma tộc nhưng đối với cấm chế chi lực lại không đủ để chống lại cấm chế nơi đây nhiều như vậy vạn nhất có vài loại cấm chế lợi hại trộn lẫn vào trong chúng ta sợ rằng sẽ bại lộ tung tích trực tiếp bị đại quân ma tộc bao vây chi bằng trực tiếp ẩn nạc thân hình bay vào trong tiết điểm nếu có bị phát hiện thì cứ mạnh mẽ xông vào chúng ta liên thủ một hoặc hai tôn giả ma tộc nếu dám ra mặt cản trở trực tiếp hợp lực giết chế chỉ cần tới ma giới thì coi như đã vào biển rộng bọn chúng căn bản không thể đuổi theo Lũng ra lão tổ sau khi trầm ngâm một lát, trên mặt hiện lên sát khí, nói. Ta cũng đồng ý với lũng huynh, chúng ta liên thủ thì không cần đố kỵ điều gì, trực tiếp xông vào cũng là một cách. Trong mắt phi phát nam tử lâm ra chợt lóe hung quang, bộ dáng đồng ý. Nhưng nếu làm như thế, sợ rằng ma tộc ở ma giới sẽ lập tức biết tin, đối với hành động sau này của chúng ta tại ma giới rất bất lợi. Vũ y thiếu nữ nhướng mày, có chút lo lắng nói. Ma giới, rộng lớn như thế, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không đến những thành thị nơi ma tộc tụ tập, cho dù bọn chúng biết có dị tộc xông vào, cũng không có cách nào đuổi giết. Hơn nữa chuyện dị tộc xông vào ma giới, đối với ma tộc mà nói thì chỉ sợ cũng không phải chuyện hiếm. Theo ta được biết, dị tộc linh giới chúng ta có rất nhiều đại năng chi sĩ, thỉnh thoảng cũng phá giới xông vào ma giới. Ma tộc không nhất định chú ý đến đám người chúng ta. Tên nam tử họ huy mặc áo bảo đen cũng âm thầm mở miệng nói. Hàn lập sờ cầm, thần sắc bình tĩnh không nói gì. Về phía Thiên Thu Thánh nữ, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm bàn bạc với đồng bạn. Chỉ một lát sau, nữ tử này liền có kết quả, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Lũng gia lão tổ, nếu đổi lại nơi khác thì thời gian đích xác sẽ bị trì hoãn. Cứ làm theo ý Lũng huynh đi, nếu thật sự bị phát hiện thì chúng ta hợp sức tiến vào. Nhưng hy vọng tình hình ma giới bên kia thông đạo không có bất cứ sai lầm nào. Chư vị đạo hữu yên tâm, vị trí thiết điểm bên kia ma giới tuyệt không có bất cứ sai sót nào. Khóe miệng Lũng gia lão tổ có chút co quắp nhưng hết sức khẳng định nói. Nếu Lũng Huynh đã nói vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động thôi. Ta sẽ tận lực đem yêu vân này phát huy uy lực đến cực điểm, cố gắng không động đến cấm chế nơi đây, tiếp cận tiết điểm gần một chút. Thiên thu thánh nữ từ chối cho ý kiến, gật đầu, sau đó thận trọng nói. Tiếp theo nữ tử này bắt quyết, mấy đạo quang mang chợt lóe liền bắn ra hư không bốn phía, chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng. Trong mắt hàn lập chợt lóe lam mang, dùng linh mục thản nhiên nhìn lướt qua chỉ thấy mây mù bốn phía thoáng động chấp động vài cái, tiếp theo liền phát ra màu bạc lãnh đạm, cho dù dùng linh mục nhìn cũng vô cùng mơ hồ. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động vài lần, thu linh mang trong mắt lại. Thiên Thu Thánh nữ dường như cảm ứng được gì, thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập một cái, vẫn chưa nói gì, ngược lại đột nhiên thúc dục bảo vật, điều khiển mây mù bay thẳng đến cứ điểm ma tộc. Hàn Lập hít mắt lại, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, đề cao pháp lực bay theo đám người lũng ra lão tổ. Giờ phút này tất cả mọi người không nói một lời nào, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. Mặc dù khoảng cách từ chỗ bọn họ đến bầu trời đầy mây đen của cứ điểm cũng không quá xa, bộ dáng chỉ hơn 10 dặm. Chút khoảng cách ấy, dọc đường đi cũng liên tiếp đụng mấy đội ma tộc tuần tra, nhưng dưới sự thao túng xảo diệu của Thiên Thu Thánh Nữ, đám mây mù che giấu hành tung của mọi người, cơ hồ vượt qua đám ma tộc này mà tiến tới. Đám ma tộc này không thể phát hiện ra có điều gì khác thường. Bất quá khi mọi người chỉ còn cách cứ điểm ma tộc hơn 10 dặm, rốt cục kích động một tầng cấm chế pháp trận bố trí hết sức xảo diệu. Một tiếng nổ vang lên, hư không gần đó chợt có vô số hắc mang chớp động, vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra, từ bốn phương tám hướng bắn đến. "Không tốt, chúng ta đã bại lộ, không cần ẩn nấp nữa, trực tiếp xông vào." Thiên Thu Thánh nữ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm hét lên. Tay áo phất lên, nguyên bổn mây mù đang bao phủ mọi người nhất thời hiện ra, sau đó ngưng lại, hóa thành một tầng quang mạc dày chắn hắc mang bốn phía ở bên ngoài. Thấy cảnh này, đám người lũng ra lão tổ hiển nhiên không trần chờ gì nữa, từng kiện bảo vật và lượng lớn lôi hỏa từ trong tay mọi người phóng ra, hóa thành mảng lớn quang hà tuôn ra bốn phía. Cấm chế bốn phía ầm một tiếng, dưới một kích hợp lực của đám người, giống như giấy vụn bị đánh vỡ, đám người cùng độn quang, trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng chói mắt lao thẳng lên bầu trời đầy điện của cứ điểm. Động tĩnh lớn như thế, đại quân ma tộc và đám tuần tra trong cứ điểm hiển nhiên đều phát hiện ra, vài tiếng xé gió thật dài phút chốc vang lên từ các nơi trong cứ điểm. Tiếp theo vô số đoàn quang hà từ gần đó hiện lên, vô số cấm chế linh quang trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời cứ điểm, đồng thời từng đội giáp sĩ ma tộc khuôn mặt dữ tợn, cười các loại ma thú, khí thế hung hãn bay lên trời. chương 2016, Bảo Hoàng Thánh Hoa Mà lúc này, độn quang của đám người Hàn Lập và Lũng Gia Lão Tổ chỉ sau vài lần chấp động, rốt cuộc tới phía trước quang mạc màu đen khổng lồ, cũng bị chặn đường đi lại phi phát nam tử lâm ra không chút do dự hư không chảo một cái, một cự chảo màu xanh nhất thời phá không hiện lên, hung hăng chảo xuống. ầm um, quang mạc phía trước trong nháy mắt cuồng hiện vài cái, nhưng lại bình yên vô sự. Sắc mặt phi phát nam tử khẽ biến, sau khi hừ lạnh một tiếng liền định ra tay lần nữa. Nhưng đúng lúc này, lão nho tàng hình trong linh tộc thản nhiên nói một câu giao cho ta, sau đó phất tay, bảy tám đạo phù lục màu sắc khác nhau bắn ra, chợt lóe liền nhập vào trong hắc quang không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nguyên bổn quang mạc nhìn như không gì phá nổi bỗng chuyển đến một trận ầm vang, bề mặt run rẩy vỡ vụn thành từng mảnh, hiện ra một cái động khổng lồ trước mặt mọi người. Một màn này khiến cho phi phát nam tử thầm dùng mình, có chút giật mình nhìn qua phía lão nho. Xem ra lúc trước thiên thu thánh nữ không nói sai, vị lão nho gọi là tàng hình này quả thật tinh thông trận pháp cấm chế, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ quang mạc như vậy. Vũ y thiếu nữ và đám tu sĩ nhân tộc có chút ngoài ý muốn, nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép suy nghĩ nhiều. Toàn thân mọi người nổi lên linh quang, hóa thành từng đạo quang mang bay vào trong động. Lúc này, quang mạc màu đen trước động mới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chỉ trì hoãn một lát này, một số vệ sĩ ma tộc đi tuần tra gần đó đã hung hãn bao vây lại. Không cần ai chỉ huy, 10 tên hợp thể kỳ không hẹn cùng thúc dục pháp quyết, nguyên bổn độn quang phân tán liên kết cùng nhau, hóa thành một đạo trường hồng bảy màu dài hơn trăm trượng, quét về phía đội ngũ ma tộc. Vệ sĩ ma tộc đối diện kinh hãi, nhưng căn bản không thể tránh. Vị trường hồng quét qua biến thành cho bụi. Nguyên bổn những ma tộc khác đang từ gần đó kéo đến, sắc mặt đại biến, không tự chủ đều dừng lại, không dám liều mạng. Mà trường hồng bảy màu chợt lóe, lấy khí thế không thể chống đỡ phá tan bảy tầng cấm chế, trong nháy mắt tới ngay phía dưới mây đen, không chút khách khí bay vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, từ trong mây đen truyền đến tiếng gầm giận dữ, xen lẫn tiếng sét đánh ầm ầm. Trong điện quang chớp động, từng đạo điện hồ thô to như ngân xà loạn vũ từ trong mây bắn ra ngân quang đan vào nhau, tạo thành một lưới điện, đè xuống đám người bên dưới. Nếu là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, đối mặt với cấm chế kinh người đang mạnh mẽ đè xuống này, chỉ sợ không thể không tránh lui, phòng ngừa hai bên đều bị thương. Nhưng trong đám người hàn lập, riêng hợp thể hậu kỳ cũng có đến bốn người, mỗi người đều có thần thông rất lớn, sao có thể e ngại lôi võng trước mắt. Lúc này lũng ra lão tổ hư lạnh một tiếng nói, chỉ có chút tài mọn mà cũng dám lộng hành trước mặt lão phu. Chỉ thấy hắn phất tay, một cái bình nhỏ màu bạc từ trong tay bay ra đón gió liền biến to một thước miệng bình phát ra tiếng vù vù một cổ khí trắng từ đó phun ra hóa thành vô số quang ti bắn lên trời cao tình cảnh quỷ dị xuất hiện điện hồ đầy trời nọ bị khí trắng bao phủ phút chốc đều bị hút vào tiểu bình màu bạc trong nháy mắt điện hồ đầy trời đều bị bình bạc hút hết không còn một mảnh hư không nhất thời lại trở nên bình thường tinh lôi bình ngươi là người của lũng gia nhân tộc ma tộc mới vừa rồi gầm lên trong mây đen Thấy cảnh này, giọng nói trở nên cực kỳ kinh sợ, dường như nhận ra Ngân Bình trong tay lũng ra lão tổ. Không ngờ lại nhận ra chấn tộc Chi Bảo cũng lũng ra chúng ta, xem ra có lẽ là tên tôn giả ma tộc nào đó. Chúng ta không cần quan tâm đến hắn, trực tiếp xông vào là được. Lũng ra lão tổ không thèm để ý, thản nhiên nói, vắt tay một cái, liền thu bình nhỏ vào trong tay áo. Hàn Lập và đám người thiên thu thánh nữ hiển nhiên không có ý kiến, lúc này 10 người hợp pháp lực lại, thúc sục trường hồng bay vào trong mây đen. Trong đám mây cho dù còn một số cấm chế khác, nhưng lấy người người đồng loạt ra tay, khí thế không thể chống đỡ, giống như đậu hũ bị một kích phá tan, sau vài lần chấp động, trường hồng bảy màu liền xuất hiện phía trước một thông đạo phát ra dị quang màu xám. Nhưng phía trước thông đạo, mấy trăm tên ma tộc tinh nhuệ dưới sự dẫn đầu của một ma ảnh cao lớn, đang chắn phía trước. Mặc dù cả người ma ảnh bị hắc khí lượn lờ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt sáng sau khi nhìn thấy nhiều tồn tại hợp thể kỳ như Hàn Lập, rõ ràng hiện lên vẻ hoảng sợ khó tin. Hừ, quả nhiên là tôn giả ma tộc, trường hồng tán đi, đám người lũng ra lão tổ và thiên thu thánh nữ hiện ra thân hình. Sau khi nhìn lướt qua ma ảnh, thiên thu thánh nữ nhướng mày nói một câu, chỉ là một gã ma tôn, sao có thể ngăn cản chúng ta, nếu hắn thật sự dám ra tay thì đúng là tự tìm đường chế. Không cần để ý tới hắn, mau đi qua thông đạo thì tốt hơn, tránh để đêm dài lắm mộng. Thánh linh trong ngân quang nhìn ma ảnh đối diện một cái, cười lạnh nói. Thiên thu thánh nữ gật đầu đồng ý, dẫn đầu hóa thành một đoàn linh quang bay về phía đối diện. Lão nho và mấy tên thánh linh khác không nói hai lời bay sát theo sau. Hiện tại không phải lúc dây dưa, chỉ cần ma đầu này không ra tay, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Trong mắt lũng ra lão tổ chợt lóe tinh quang, không chút trần chờ nói với đám người hàn lập, tiếp theo hóa thành một đạo kim hồng bay đi. Đám người hàn lập hiển nhiên cũng không trần chờ, phát ra tiếng xé gió bay qua. Bộ dáng không coi trọng đám ma tộc kia, ma ảnh phía đối diện thấy đám hợp thể kỳ khí thế hung hãn xông tới, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng sau khi trần chờ một lúc, cuối cùng cắn răng khoát tay, mang theo đông đảo thủ hạ né qua hai bên, để lộ một thông đạo vào cửa. Thánh linh trong ngân quang cuồng tiếu một tiếng, liền dẫn đầu chợt lóe bay vào thông đạo, biến mất trong tiếng ầm ầm. Đám người thiên thu thánh nữ, hàn lập ở phía sau cũng không chút do so dự, trước sau bay vào trong. Trong thông đạo sau khi ba động kịch liệt một trận, tất cả tiếng động liền biến mất, lần nữa khôi phục như lúc đầu. Nhưng ma ảnh bên ngoài nhìn vào trong thông đạo, sắc mặt âm u một trận, đám thủ hạ phía sau có người cảm thấy bất an, vội tiến lên cẩn thận hỏi. "Đại nhân, có nhiều cường giả dị tộc xông vào ma giới chúng ta như vậy, khẳng định là có ý đồ không tốt. Chúng ta có nên lập tức đuổi theo không?" "Hừ, đuổi theo ư? Vạn nhất mấy kẻ nọ mai phục tại lối ra, bổn tọa đi qua chẳng phải là tự tìm đường chết sao?" Ma ảnh cao lớn hừ lạnh một tiếng, không tức giận nói. Tên trung giai ma tộc kia thấy vẻ mặt băng hàn của ma ảnh, thầm dùng mình, sau khi vâng vâng giả giả vài câu, liền lui trở về, không dám nói thêm gì. Nhưng đúng lúc này, trong mây đen truyền đến một tiếng huyết dài. Tiếp theo mây mù quay cuồng, một cổ lục sắc ma phong gào thét cuồn cuồn mà đến, xoay chuyển một vòng liền dừng phía trước ma ảnh không xa, hiện ra một lục sắc nhân ảnh cao gầy. Đúng là một trung niên nam tử hai hàng lông mày dựng thẳng đứng, sau lưng có hai cánh. Khách huynh, đám tu sĩ dị tộc nọ, sao ta lại không nhìn thấy bóng dáng một tên nào? Nam tử có cánh sau khi nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng vội vàng hỏi ma ảnh. Hóa ra là phong huynh, người tới chậm rồi, những kẻ đó đã tiến vào trong thông đạo. Ma ảnh nhìn nam tử, trầm giọng trả lời. Cái gì, sao người không ngăn cản chúng lại, vạn nhất việc này bị thánh tổ đại nhân biết thì chúng ta bị trách phạt không nhẹ đâu. Nam tử có cánh vừa nghe nói thế, sắc mặt không khỏi đại biến ngăn cản bằng cách nào đây? Đám người đó hơn 10 tên, hơn nữa cảnh giới đều ngoài hợp thể kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng có vài tên. Nếu không phải bọn chúng vội vàng tiến vào thông đạo, ta sợ rằng đã bị chúng tiện tay giết chết, đâu còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với Phong Huynh. Mà ảnh sau khi trầm mặc một chút, mới lạnh lùng nói một câu. Cái gì, đều ngoài hợp thể kỳ, chẳng lẽ khách Huynh nói giỡn, nam tử có cánh thất kinh, kinh ngạc hỏi, không riêng gì ta, những kẻ khách đều tận mắt nhìn thấy, nếu không thì ta sao dám không sợ thánh tổ đại nhân trách phạt. Ma ảnh thở dài một hơi, bộ dáng bất lực, nam tử có cánh sau khi nhìn lướt qua đám ma tộc phía sau ma ảnh, nhìn ra đồng bạn không nói giỡn, không khỏi có chút trợn mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới thì thào nói một câu. Phiền toái lớn rồi, mặc kệ nói thế nào thì nhiều cao giai dị tộc xông vào thánh giới cũng không phải chuyện nhỏ, ta nhất định phải bẩm báo chi tiết cho thánh tổ đại nhân mới được. Ma ảnh nghe xong, ánh mắt chấp động quỷ dị, vừa định trả lời thì đột nhiên một giọng nói nữ tử vang vọng khắp hư không việc này các ngươi không thể bẩm báo lên cấp trên cứ thành thật giấu trong lòng là được là kẻ nào lần này mà ảnh và nam tử có cánh giật nảy mình lập tức thân hình chớp động đứng tựa vào nhau đồng thời ma quang trên người chớp động một kẻ lấy ra một trường kiếm màu bạc một kẻ lấy ra một trường thương màu đen bộ dáng hai người cực kỳ đề phòng bọn họ hiểu rất rõ có thể giấu giếm được tai mắt của mình ẩn thân gần như thế Thần thông tuyệt đối lớn không dưới bản thân, trong lòng hiển nhiên 12 phần cảnh giác. Nhưng đúng lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một mùi thơm mát, tiếp theo trên trời cao ba động, một cây hoa thật lớn cao hơn 10 trượng không chút dấu hiệu hiện ra. Cây hoa này toàn thân trong suốt, trên thân trải rộng những đóa hoa lạ màu hồng, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Bảo hoàng thánh hoa, là bảo hoa đại nhân, nam tử có cánh vừa thấy đóa hoa này, khuôn mặt vặn vẹo giống như bị người ta đánh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi, tiếp theo dưới người Hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, hóa thành một trận cuồng phong bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, kỳ hoa trên thân cây bắt đầu bốc cháy, từng cánh hoa trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn lửa hồng từ không trung bốc cháy rơi xuống. Chương 2017, Thiên Khấp và Hạc Nhan. Ngọn lửa hồng nhìn như chậm rãi hạ xuống, nhưng không biết vì sao chỉ trước một cái liền rơi chính xác vào người tất cả ma tộc bên dưới, ngay cả nam tử có cánh đang liều mạng bỏ chạy cũng không thể tránh được kiếp nạn này phốc phốc, đám ma tộc trong nháy mắt bị phấn diễm dính vào, liền phát ra xích quang chói mắt, trong chớp mắt biến thành từng luồn khói xanh, biến mất trong hư không. Phụ cân thông đạo, trong chốc lát chỉ còn lại một mình ma ảnh cao lớn kia. Ma tôn này nhìn cây hoa trong suốt trên trời cao, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo không chút do dự quỳ xuống. Bái kiến bảo hoa đại nhân, khách phân còn sống đến ngày có thể nhìn thấy đại nhân, thì cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối nữa. Ma ảnh vô cùng kích động nói, khách phân, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, tính ra cũng là chuyện rất lâu rồi. Một tiếng thở dài từ hư không truyền ra, trên cây hoa nổi lên ba động, hai đao nhân ảnh một trắng một đen đồng thời hiện ra. Đúng là bảo hoa thánh tổ mặc cung trang màu trắng và hắc giáp đại hán. Bảo hoa cúi đầu nhìn thoáng qua ma ảnh bên dưới, trên mặt hiện lên một tia cảm khái. Đại nhân, quả nhiên là người. Rất nhiều người nói rằng lão nhân ra người đã chết, nhưng thuộc hạ lại không tin. Lấy thần thông của đại nhân, cho dù hoàn cảnh ác liệt đến cỡ nào cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, mà ảnh vừa nhìn thấy cung trang nữ từ hiện thân trong lòng không còn bất cứ hoài nghi gì nữa. Lúc này vô cùng hưng phấn trả lời: Ơ, ờ, năm đó ta bị hai tên kia liên thủ vây công, mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng cũng bị đánh rất xuống một cảnh giới, phải cường hành phá vỡ không gian, dẫn theo một phần thủ hạ chạy trốn tới linh giới. Nhưng đám ám bộ các người không ngờ vẫn bình yên vô sự, khiến ta cũng có chút vui mừng. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất. Ta phải kiểm tra thần thức của ngươi một chút bảo hoa nhìn chằm chằm ma ảnh, đôi mắt đẹp híp lại nói. "Vâng, đại nhân, đây là chuyện đương nhiên, thần thông hai kẻ nọ cũng không thua kém đại nhân bao nhiêu, thuộc hạ nếu bị bọn họ ngầm hạ cầm chế, thật đúng là không thể phát giác ra." Thân hình ma ảnh có chút phát lạnh, nhưng không suy nghĩ thêm vật đầu nói. "Tốt, ngươi biết thế là được, trước tiên đứng dậy đến đây." Thần sắc bảo hoa hòa hoãn, bàn chân ngọc vừa động liền từ từ bay xuống hắc giáp đại hán hiển nhiên không nói hai lời theo sát phía sau. Cây hoa trong suốt trên trời cao sau khi chợt lóe liền hóa thành một luồng quang hà màu hồng nhập vào trong thân hình nữ tử. Ma ảnh sau khi đứng dậy, cung kính đứng tại chỗ. Giờ phút này vị ma tôn này thu ma khí trên người lại, hiện ra bản thể. Đúng là một đại hán khuôn mặt vuông vức, trên đầu có một cặp sừng cong màu đen. Bảo hoa thánh tổ không nói thêm gì, vừa tới trước ma ảnh liền không chút do dự dơ một ngón tay ngọc lên, điểm vào giữa chán phốc một tiếng, một đao tế ti trong suốt từ đầu ngón tay bắn ra, chợt lóe liền chui vào trong chán đại hán phía đổi diện. Bảo hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại, đại hán đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ, nhưng sau khi tinh quang trong mắt tan đi, lập tức trở nên thất thần. Tế ti không ngừng khẽ rung động, trên mặt đại hán Thủy Trung vẫn duy trì vẻ mờ mịt. Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên cung trang nữ tử khẽ nhíu mày, tế ti trong tay phút chốc phát ra kim quang chói mắt, một trận ba động khác thường từ tế ti tuôn ra, tuôn về phía đầu đại hán. Đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, từ mũi chảy ra từng vết máu nhạt, nhưng lập tức quỷ dị khô lại, hơn nữa khuôn mặt vặn vẹo một trận, từ trong mũi bắn ra một đoàn hôi sắc quang điểm nhỏ cỡ hạt đậu, xoay quanh một vòng liền phá không bắn thẳng về phía chân trời. Lưu lại cho ta, Ngọc Dung bảo hoa trầm xuống, bàn tay Ngọc nhấc lên, nhẹ nhàng điểm vài cái về phía quang điểm. Nhất thời vài đao tế thì giống y lúc trước chợt lóe bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đoàn quang điểm này sau đó thu lại tất cả vào trong tay áo bất quá nữ tử vẫn chưa dừng lại mơ quang đảo qua khuôn mặt đại hán há miêng phun ra vài đoàn quang điểm vào trong trán đại hán lúc này tế ti mới vỡ vụn hóa thành từng điểm bạch quang biến mở thần sắc đại hán vừa động vẻ đờ đẫn trong mắt biến mở tinh quang chợt lóe lần nữa khôi phục thần trí bảo hoa đai nhân người người quả nhiên bị bọn họ ngầm hạ một loại cẩm chế vô cùng âm độc bất quá yên tâm đi đã không sao rồi, cấm chế đã bị ta hóa giải, hơn nữa còn thay bằng một loại cấm chế khác, để qua mặt bọn hắn. Trừ phi hai kẻ nọ tự mình ra tay dò xét thân thể ngươi, nếu không tuệ ê đối không phát hiện ra dị thường trong đó. Cung trang nữ tử lạnh nhạt nói, đa ta đại nhân cứu giúp, kể từ đó thuộc hạ cũng yên tâm phần nào. Bất quá đại nhân vì sao lại xuất hiện nơi đây, nơi này mặc dù không có kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp cho đại nhân, nhưng vạn nhất bị phát hiện thì vẫn rất bất lợi cho đại nhân. Mà ảnh liên tục cảm ơn, cũng có chút lo lắng nói. Ta ở đây hiển nhiên là có dụng ý riêng. Trước tiên ta hỏi ngươi, mới vừa rồi có kẻ nào tiến vào thông đao tiếp điểm phía sau ngươi không? Bảo Hoa Thánh Tổ nhìn về phía cửa thông đạo màu xám, thần sắc có chút phúc tạp hỏi một câu. Đúng là có một đội dị tộc nhân xông vào thông đạo, trong đó một nửa là nhân tộc, một nửa là linh tộc, hơn nữa đều là tồn tại ngoài hợp thể kỳ, cho nên thuộc hạ không đám ngăn cản bọn họ. Đại Hán nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng thành thật trả lời ngươi làm vậy là đúng rồi ta giao cho ngươi một nhiệm vụ chuyện những dị tộc nhân sông vào thông đạo hãy tìm cách che giấu cho ta trước tiên đừng để thánh giới bên kia biết mặc dù việc này không thể giấu được lâu nhưng có thể trì hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn ngươi làm được không bảo hoa thánh tổ sau khi hơi trầm ngâm đột nhiên lạnh lùng ra lệnh việc này mặc dù có chút khó giải quyết nhưng một kẻ khác dám thì ta đã bị đại nhân giết nơi đây hiện tại chỉ có mình ta làm chủ cũng có thể giấu được chuyên này vài năm. đại hán mặc dù có chút khó hiểu nhưng hết sức tự tin nói vậy là đủ rồi. hắc ngạc chúng ta cũng tiến vào thôi. cung trang nữ tử sau khi gật đầu hài lòng liền không quay đầu lại ra lệnh phiêu phù bay vào trong thông đạo. hành động này khiến sắc mặt đai hán và hắc ngạc cùng đại biến. bất quá hai người một người sau khi mấp máy môi vài cái cuối cùng không nói được lời nào làm ra tư thế cung tiến. một người thì ánh mắt sau khi biến ảo một lúc vẫn âm thầm cắn răng bay theo. Trong thông đạo sau khi lần nữa vang lên hai tiếng ầm ầm, thân ảnh cung trang nữ tử và hắc giáp đại hán liền biến mất không thấy. Mà đại hán sau khi nhìn vào thông đạo một lúc, lại nhìn ra hư không chống trơn xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng sau khi hắn hơi trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu huyết một tiếng dài. Tiếng huyết gió hùng hậu vang vọng, giống như có thể phá vỡ đất đá bắn thẳng lên chín tầng mây. Sau một lát, trong mây đen liên tiếp chấp động bóng người, từng đội ma tộc khống chế đủ loại ma thú hiện ra. Đại hán thấy cảnh này, hắc khí ngò ai thân nổi lên, không chút do so dự nghênh đón. Bên kia thông đạo ở ma giới, ba động nổi lên, thân ảnh bảo hoa thánh tổ và hắc ngạc không tiếng động hiện lên trong một đoàn hôi quang, sự xuất hiện của bọn họ ngay lập tức khiến những ma tộc bao quanh phải giật mình. Đám ma tộc này hơn phân nửa là ma tộc thấp sai, cung trang nữ tử chỉ thản nhiên nói với hắc giáp đại hán một câu, giao cho ngươi, tiếp theo thân ảnh vừa động, liền trực tiếp biến mất vào hư không gần đó. Mà hắc giáp đại hán ở lại, sau khi nhìn đám ma tộc xung quanh một lượt, phát hiện không có tồn tại hợp thể kỳ, lúc này nhe răng cười, trên người nhất thời tuôn ra ma khí cuồn cuộn tuôn về bốn phía. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trên một đỉnh núi vô danh cách đó mậy vạn dặm, hắc ngạc lần nữa bay tới cạnh bảo hoa, cung kính đứng một bên. Hình như người có chút hoảng loạn đối với việc ta mang người trở lại thánh giới. Cung trang nữ tử nhìn núi rừng minh mông xung quanh, đột nhiên không chút cảm tình hỏi một câu. Thuộc hạ không dám, Chủ nhân làm thế khẳng định là có lý do riêng. Hắc giáp đại hán giật mình một cái, lập tức có chút sợ hãi trả lời. Trong lòng người có chút sợ hãi là chuyện hiển nhiên, lần này ta trở lại thánh giới cũng có chút mạo hiểm, thậm chí còn có thể chết. Dù sao thì hai tên gia hỏa thiên khấp và hạc nhan không bao giờ quên ta, một khi phát hiện ta về tới thánh giới, một hồi đuổi giết là không thể tránh được. Mà lấy tu vi hiện tại của ta, đối mặt với một tên còn nguyễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng hai tên liên thủ thì ta khẳng định phải chết dù sao hai tên này ngồi ở chức vị thủy tổ còn lâu hơn ta bảo hoa thu ánh mắt lại lần nữa nhìn hắc ngạc thản nhiên nói chủ nhân nếu biết như vậy mà còn mạo hiểm tiến vào thánh giới hẳn là có liên quan đến việc bói toán lần trước hắc ngạc do dự một chút cẩn thân trả lời không sai nhưng bởi vì bói toán không hoàn toàn thành công quẻ tượng trở nên có chút thiếu sót cho dù là ta thì cũng chỉ có thể tìm hiểu được một nửa nhưng bên cạnh đó người có biết ta đã bói được gì từ quẻ tượng này không cung trang nữ từ nhìn chằm chằm hắc ngạc trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ cổ quái thuộc hạ hoàn toàn mù tịt về bói toán xin bảo hoa chủ nhân chỉ giáo hắc ngạc sợ run không khỏi cười khổ một tiếng ngươi không muốn đoán cũng không sao quái tượng kia nội dung không tốt ngươi chỉ cần biết rằng trước khi những người kia chưa đạt được mục đích không được động đến họ cũng không để bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta thậm chí để bọn họ thu ân lợi đạt được mục đích chúng ta có lẽ còn phải âm thầm giúp bọn họ một chút sâu trong đôi mắt bảo hoa hiện lên ngân quang nói ra những lời khiến hắc ngạc có chút trợn mắt há mồm nếu chủ nhân đã nói thế thì thuộc hạ nhất định nghe theo cuối cùng hắc giáp đại hán vẫn đè nén tất cả nghi hoác trong lòng xuống ơ ờ, lần này ngươi đi theo giúp ta cũng không ít chỉ cần tiếp theo tận tâm hết sức sau này gặp bình cảnh tiến giai đại thừa kỳ chỉ cần ta khôi phục pháp lực sẽ giúp ngươi một tay bảo hoa nhìn hạc ngạc trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng hứa hẹn nói chương 2018, Ma Nguyên Hải, đa tạ chủ nhân ban ơn, hắc ngạc cho dù thịt nát xương tan cũng nhất định trợ giúp chủ nhân đét được tâm nguyên lần này. Hắc giáp đại hán nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng ra vẻ tận tâm nói. Thế thì tốt, sau này tất cả mọi việc ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo ta sai bảo là được. Thời gian của chúng ta cũng không còn ngắn, đuổi theo những tu sĩ nhân tộc đó thôi. Cung trang nữ tử hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn phía núi non phía xa, hàn quang trong mắt chợt lóe nói. Vâng, chủ nhân, hắc giáp đại hán cung kính đáp, vì vậy bảo hoa phất tay lên, hư ảnh cây hoa lần nữa chợt lóe bao phủ hai người vào trong, hóa thành một đoàn phấn hồng quang hà bay về phía trước. Đồng thời cùng lúc đó, trên trời cao cách đó mấy vạn dặm hàn lập và đám người lũng ra lão tổ đang không tiếng động bay đi. Mặc dù lúc tiến vào thông đạo, bọn họ gấp chút ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi ra khỏi thông đạo, tất cả lại giống y đúc với giò xét ban đầu của lũng ra lão tổ. Không chỉ vị trí cửa ra ma giới đúng là ở Huyết Thạch Sơn Mạch, mà bên ngoài thông đạo cũng có một số ma tộc bình thường đóng quân. Vì không để người khác chú ý, bọn họ không đại khai sát giới, sau khi lao ra liền không chút do dự chạy trốn. Huyết Thạch Sơn Mạch tại ma giới là nơi tư nguyên ma khí cực kỳ thiếu thốn, hơn nữa lại chiếm khu vực rộng lớn, cho nên đoạn đường đi tới, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng ma tộc khác. Điều này làm cho tâm tư của đám người lũng gia lão tổ nhất thời buông lòng xuống một nửa. Cứ bay như vậy về phía trước hơn nửa tháng, sau khi dọc đường giải quyết một đám ma cầm không biết tên, đám người Hàn Lập rốt cuộc bay ra khỏi phiến sơn mạch đen tối phía dưới, phía trước hiện ra một phiến thảo nguyên rộng lớn xanh biếc. Trên thảo nguyên đầy hoa cỏ, lọt vào tầm mắt đều là tiên hoa trải rộng khắp nơi, mênh mông vô tận, nhưng khoảng hư không thấp lại có hắc hôi chi khí thản nhiên bay lượn, rõ ràng ma khí dày đặc hơn vùng sơn mạch lúc trước. Lúc này, Lũng Gia lão tổ lên tiếng gọi mọi người dừng lại, tụ tập một chỗ bắt đầu thương lượng hành trình cụ thể tiếp theo. Vị trí của Tẩy Linh Trì và Tịnh Ly Nồ Liên, theo như lời Linh Vương đại nhân trên thượng giới để lại, nó nằm trong một hòn đảo nhỏ thần bí ở tận cùng phía đông Ma Nguyên Hải. Vị trí cụ thể thì mặc dù thiếp thân có chút đầu mối, nhưng phải tới đó mới có thể sử dụng. Hiện tại việc cần làm là phải nhanh chóng bình an đến Ma Hải này. Ta nghĩ việc này chắc Lũng Đạo Hữu cũng đã chuẩn bị tốt vẻ mặt Thiên Thu Thánh Nữ nghiệm nghị nói với đám tu sĩ bên nhân tộc. Ơ, ờ, mấy năm nay ta chuyên môn tìm hiểu tình hình các khu vực ở Ma tộc ngoại trừ vài nơi không rõ thì cuối cùng cũng có chút kết quả lấy vị trí hiện tại của chúng ta muốn đến ma nguyên hải thì có ba con đồng nhưng ba con đồng này đều có lợi và hại một mình lão phu không cách nào quyết định được phải cùng chư vị đao hữu thương lượng một chút thậm chí nói không chừng chúng ta đều phải thử nghiệm một chút mới có thể ra quyết định cuối cùng lũng ra lão tổ vuốt cằm ngưng trọng trả lời ba con đường nào lũng huynh nói ra cho chúng ta nghe thử một chút nam tử lâm ra không suy nghĩ thêm hỏi Hàn lập và đám ngồi vô ý thiếu nữ cũng lộ ra vẻ mặt chú ý. Con đường thứ nhất đó là chúng ta cứ đi thẳng về phía trước phiến thảo nguyên này, tiến vào bình nguyên này nhiều ngày, sau đó đi ngang qua mấy nơi phồn thịnh của ma tộc nhiều ngày, mượn truyền tống pháp trận của một số cự thành ma tộc, liền dễ dàng tới ma nguyên hải. Nhưng phiền toái duy nhất là thành thị ma tộc này khẳng định có tôn giả ma tộc, thậm chí là hóa thân thánh tổ tỏa chấn, thậm chí còn bố trí nhiều cấm chế lợi hại. Cho dù ta có nguy ma châu thì nhiều lắm cũng chỉ có hai thành cơ hội vượt qua kiểm tra. Đây phải là dưới tình huống vận khí của chúng ta tốt đến mức nghịch thiên. Lũng ra lão tổ sắc mặt không đổi nói ra con đường thứ nhất. Tỷ lệ chỉ có hai thành, quá thấp, không thể đi đồng này. Vũ y thiếu nữ nghe xong, nhíu mày, không suy nghĩ thêm phản đối. Ơ, ờ, Diệp Đao Hữu nói có lý. Mặc dù con đồng này mất ít thời gian nhất, nhưng quả thực cũng rất mạo hiểm. Ta cũng không tán thành con đường này. Đôi mắt thiên thu thánh nữ chấp động mâu quang, chậm rãi lắc đầu. Hàn lập và đám linh tộc không mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt thì hiển nhiên đều giống nhau. Lũng ra lão tổ thấy cảnh này, không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nói thẳng ra con đường thứ hai. Con đường thứ hai, chúng ta có thể trước tiên đi tới trung tâm thảo nguyên, sau đó dọc theo đê ngũ ma hà nổi danh ở ma giới, trực tiếp tiến vào trong biển, sau đó xuyên qua vô số vùng biển, cuối cùng tiến vào ma nguyên hải. Lấy sự rộng lớn của các vùng biển tại ma giới, chúng ta hiển nhiên không lo bị cao dai ma tộc phát hiện thân phận. Nhưng cái khó chính là trong biển có rất nhiều ma thú, chúng ta nếu gặp phải đàn thú biển hơn vạn con thì chỉ có thể chạy chối chết càng huống chi trong biển sâu ma giới không thiếu lượng lớn thú biển hóa hình đạt tới cấp độ ma tôn, thậm chí trong truyền thuyết còn nghe nói có thú biển đạt tới cấp độ thánh tổ. Hơn nữa đi con đồng này thì phải mất thời gian 5-6 năm mới tới đích. Đi đường biển rất nguy hiểm, biển ở ma giới mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng thú biển ở linh giới chúng ta cũng rất lợi hại, ngay cả mấy đại tộc mạnh mẽ tại linh giới chúng ta đều phải e sợ càng huống chi chúng ta không quen thuộc đường biển vạn nhất đâm đầu vào trong vùng biển nguy hiểm nào đó mạng nhỏ khi đó rất khó giữ được lũng huynh con đường thứ ba là gì thiên thu thánh nữ nhướng mày không đồng ý tiếp tục hỏi con đường cuối cùng đó là chúng ta đi về phía tây của phiến thảo nguyên này tiến vào nơi hoang dã mà ngay cả ma tộc cũng rất ít đặt chân đến nơi đây cũng giống như nơi man hoang ở linh giới chúng ta mặc dù có một sổ loại ma thú lục địa nhưng sổ lượng ít hơn trong biển rất nhiều. Lấy thực lực chúng ta thì không cần lo lắng, nhưng đi con đường này, muốn đến Ma Nguyên 2 sẽ mất thời gian rất dài, thậm chí còn phải xuyên qua huyễn khiếu sa mạc lừng danh tại Ma Giới. Phiến sa mạc này là một trong 10 cấm địa ở Ma Giới, vô luận tu sĩ có tu vi cỡ nào, khi tiến vào trong đều bị áp chế hết chín thành tu vi. Càng đáng sợ chính là trong phiến sa mạc này, bất cứ độn thuật hay bảo bối đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng chân đi bộ qua khóe miệng lúng ra lão tổ co quắp nói trong huyễn khiếu sa mạc có ma thú hóp độc trùng gì lợi hại không? Hàn lập nghe xong, trong lòng vừa động, chủ động mở miệng hỏi một câu. Không có, mặc dù trong huyễn khiếu sa mạc có một số ma thú thấp dai, nhưng cho dù chúng ta bị áp chế chín thành pháp lực, vẫn dễ dàng đối phó. Thứ duy nhất tạo thành uy hiếp chính là huyễn khiếu ma phong nổi danh ở phiến sa mạc này. Bất quá chỉ có pháp lực chúng ta bị áp chế, còn thần niệm thì vẫn không chút tổn hại. Ma phong ngay cả khi có chút phiền phức, nhưng nếu chúng ta cẩn thận một chút thì vẫn có thể vượt qua lũng gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút khẳng định nói đã như thế thì chúng ta chọn con đường thứ ba chỉ cần tốn một chút thời gian là được lũng huynh cần gì nghiêm túc đến thế trong đó hẳn là có ngọn nguồn gì khác hàn lập khẽ cười hỏi hàn huynh nói không sai nếu chỉ đơn giản như thế thì lão phu căn bản sẽ không chuẩn bị hai con đường khác sớm trực tiếp chọn con đường này quan trọng chính là huyễn khiếu sa mạc này thật sự rất rộng nếu chúng ta không thể bay và dùng bảo vật thì đi bộ qua khu vực này, không mất thời gian năm sáu chục năm, căn bản không thể đi hết lũng ra lão tổ nghe Hàn Lập hỏi, cười khổ trả lời. Năm sáu chục năm, vừa nghe nói thế chẳng những Hàn Lập biến sắc, mà vô y thiếu nữ cũng ít một ngụm lương khí. Chỉ có thiên thu thánh nữ là thoáng giật mình, cũng không tỏ vẻ gì khác. Mà mấy tên thánh lãnh nọ cũng không tỏ gì, hiển nhiên đám linh tộc này đối với tình hình nguyễn khiếu sa mạc có chút hiểu rõ. Năm sáu chục năm, không được, thời gian lâu quá, chờ khi chúng ta tới ma nguyên hải, sợ rằng ma kiếp ở linh giới cũng sớm kết thúc. Hơn nữa thời gian càng kéo dài, trên đường càng có thể phát sinh một số chuyện không lường được. Lúc này đây, phi phát nam tử phản đối, nếu Lâm Huynh cảm thấy quá lâu, vậy con đường thứ nhất và thứ hai, người cảm thấy cái nào tốt hơn? Lũng ra lão tổ thản nhiên hỏi ngược một câu, cái thứ nhất rất nguy hiểm, cái thứ hai mặc dù cũng có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút vẫn có cơ hội. Vạn nhất vận khí không tệ, liền không cần trêu chọc đến thú biển, thuận lợi đến ma nguyên hải. Sắc mặt phi phát nam tử sau khi âm tình bất định một lát. Cắn răng nói, ô, đi bằng đường biển quả thực là một con đồng có thể chấp nhận. Thiên thu đạo Hữu hàn đạo Hữu hai ngòi các người cảm thấy thế nào? Lũng ra lão tổ vẫn chưa bình luận gì, hỏi thiên thu thánh nữ và hàn lập. Nơi này ngoại trừ thánh linh trong bạch quang không nói lời nào, thì chỉ còn hai ngòi bọn họ là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, lũng ra lão tổ hiển nhiên coi trọng, con đường thứ hai thoạt nhìn có vẻ là lựa chọn tốt nhất so với hai con đường còn lại, nhưng nếu con đồng thứ ba có thể giảm bớt thời gian thì quả thực là một lựa chọn ổn thỏa hơn cả. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, chậm rãi trả lời. Thiếp thân cũng hiểu biết tình hình ở đây, đi đường biển không thành vấn đề gì. Nhưng Hàn Huynh có điều chưa biết, kỳ thật xuyên qua huyễn khiếu sa mạc cũng không cần đến năm sáu môi năm, có một cách có thể giảm bớt gần nửa thời gian. Chỉ cần ba môi năm là có thể đi qua huyễn khiếu sa mạc bất quá cho dù 30 năm thì đối với chúng ta cũng quá lâu. Thiên thu thánh nữ đột nhiên cười nói, ô, có chuyện này sao, đạo hữu không nói thì lão phu thật sự không biết việc này. Lũng ra lão tổ nghe xong, có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hàn mỗ xin rửa tai lắng nghe, vẻ mặt hàn lập vừa động, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. chương 2019, bát túc ma tích và tiên hồn đan. Theo ta được biết, trong huyễn khiếu sa mạc có một loại ma thú chân quý hiếm có tên là bát túc ma tích. Loại ma thú này mặc dù không thể phi hành nhưng lại di chuyển nhanh như gió trong sa mạc, nếu có thể kiếm được vài con để cưỡi thì có thể tiết kiệm gần nửa thời gian." Thiên Thu Thánh nữ chậm rãi nói, "Đã có loại ma thú này thì coi như đã chọn xong đường đi rồi. Dù sao con đường này so với đi hải vực thì an toàn hơn nhiều, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi." Vũ Y thiếu nữ nghe xong, như nghĩ tới điều gì đó, nói, "Diệp tiên tử tưởng rằng sự việc đơn giản như vậy sao?" "Ma hạch, xương" da của bát túc ma tích là thứ rất có giá trị. Trải qua nhiều năm liên lục tìm giết như vậy, mà thú này sớm đã bị giết sạch không còn. Cho dù còn sót lại một số bát túc ma tích, thì không phải đang ẩn thân tại chỗ sâu trong sa mạc, cũng bị mấy đại thế lực ma tộc địa phương âm thầm nuôi dưỡng. Nếu chỉ cần một hai con thì nói không chừng chúng ta còn có cách, nhưng nếu muốn mỗi người tìm một con thì cơ hồ là chuyện không thể được. Thiên thu thánh nữ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu loại ma tích này hiếm như thế thì chúng ta có thể dùng linh thú hoặc ma thú khác. Trong tay ta cũng có vài con linh thú am hiểu chạy trên đất liền. Ánh mắt phú y thiếu nữ hơi đổi, đề nghị nói. Áp chế của huyễn khiếu sa mạc lên các loại thú rất lợi hại. Loại thú bình thường cho dù bên ngoài hành động có nhanh nhẹn thế nào, khi tiến vào sa mạc này lập tức sẽ trở nên chậm vô cùng, căn bản không thể chịu được lâu. Chỉ có ma thú vốn sống trong huyễn khiếu sa mạc mới không bị ảnh hưởng. Mà trong số ma thú đó, Bát túc ma tích lại là loại chạy nhanh nhất, nếu đổi lại là ma thú khác thì tốc độ không bằng một nửa. Thiên thu thánh nữ nhướng mày nói, vũ y thiếu nữ nghe vậy, hiển nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Mà hàn lập nghe đến đó, trên mặt hiện lên một chút khác thường. Nữ tử này hiểu rõ chuyện ở ma giới như thế xem ra trước đó linh tộc chuẩn bị không kém chút nào so với lũng gia, thậm chí đối với các thế lực và địa phương ở ma giới còn hiểu tường tận hơn. Nếu không thì lũng gia lão tổ cũng không đến không biết chuyện bát túc ma tích. Nếu muốn kiếm đủ bát túc ma tích thì cũng không phải là không có cách, cùng lắm thì nhổ cỏ tận gốc mấy thế lực ma tộc lớn, mạnh mẽ đoạt lấy là được. Lấy thực lực chúng ta, liên thủ lại thì chuyện này cũng không phải khó. Huy trưởng lão bên cạnh lũng ra lão tổ cười lạnh nói. Lấy thực lực chúng ta, chỉ cần không đụng tới thánh tổ ma tộc thì hiển nhiên không cần e ngại thứ gì. Nhưng kể từ đó, động tính gây ra sẽ lớn, rất dễ bị cường giả ma tộc chú ý. Vạn nhất bọn họ nhìn chúng chúng ta, hoặc là dùng truyền tống pháp trận đến huyễn khiếu sa mạc chặn đường chúng ta thì phiền phức lớn. Lũng ra lão tổ sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta không cần xung đột với mấy đại thế lực ma tộc này, có thể nghĩ cách trộm lấy ma tích, hoặc dùng đồ vật trao đổi ma tích. Ngay cả khi ma thú này chân quý, nhưng lấy tài sản của chúng ta còn sợ không có thứ giá trị tương đương để giao dịch sao. Lão nho tàng hình bất đồng ý kiến nói, ta cảm thấy đi huyễn khiếu sa mạc được hơn kim cổ trưởng lão linh tộc chỉ nói ngắn gọn một câu ta đồng ý với lâm huynh đi biển tốt hơn dù sao thời gian đi huyễn khiếu sa mạc quá dài hơn nữa bát túc ma tích không biết có thu đủ hay không vũ y thiếu nữ tự định giá một chút đồng ý với ý kiến của phi phát nam tử mà những ngòi khác thì vẻ mặt trầm ngâm cẩn thận cân nhắc lợi hại trong đó vẫn chưa dễ dàng nói ra quyết định bản thân hàn đạo hữu hiện tại ngươi định chọn con đường nào ánh mắt lúng ra lão tổ sau khi âm tình bất định một lát quay sang hỏi Hàn Lập. Trước khi trả lời, Hàn Mỗ muốn hỏi Lũng Huynh một chút, không biết từ chỗ chúng ta đến huyễn khiếu sa mạc mất bao lâu, mấy ngày, mấy tháng hay là mấy năm. Hàn Lập yên lặng một chút, mới không chút hoang mang hỏi. Mấy năm, không lâu đến thế, từ đây đến huyễn khiếu, sa mạc chỉ cần thời gian một năm. Đương nhiên đây là dưới tình huống trên đường đi chúng ta không chỉ hoãn. Hàn Huynh sao lại hỏi vậy? Lũng ra lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi. Nếu dựa theo mức độ nguy hiểm để chọn thì tại hạ hiển nhiên vẫn thiên về hướng đi huyễn khiếu sa mạc, nhưng nếu không thể kiếm đủ bát túc ma tích thì thời gian lại mất quá nhiều, so với đi đường biển thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Dù sao đi đường biển chỉ mất hơn 10 năm, thời gian tiết kiệm được càng nhiều thì cũng bớt đi nhiều nguy hiểm. Cho nên ý của Hàn Mỗ là chúng ta nên chú ý đến cả hai. Hàn Lập nói từng chữ một, chú ý như thế nào? Thiên Thu Thánh Nữ hơi trầm tư hỏi một câu, chúng ta có thể trước tiên đi huyễn khiếu sa mạc, Đến gần sa mạc sẽ tìm các thế lực ma tộc địa phương, xem thử có thể thu đủ bát túc ma tích hay không, nếu thật sự có thể tìm đủ thì hiển nhiên liền trực tiếp đi huyễn khiếu sa mạc. Nếu không được thì trở về đường cũ đi hải vực cũng không muộn. Dù sao trở về đường cũ cũng chỉ mất 2 năm mà thôi. Trước thời gian như thế chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng trả lời. Ô, cách này hay không tệ, đúng là ổn thỏa hơn. Ta đồng ý với cách của Hàn Huynh. Vũ Y Thiếu Nữ nghe xong đôi mắt đẹp chợt lóe quang mang, lộ ra vẻ mừng rỡ. Cách này đúng là vẹn toàn nhất, nam tử họ lâm sau khi hơi trầm ngâm, lộ ra vẻ đồng ý. Thiên thu đạo hiếu, người cảm thấy thế nào? Thần sắc lũng ra lão tổ khẽ động, hỏi thiên thu thánh nữ một câu. Ta cần thương lượng với mấy vị tộc nhân một lát, sau đó sẽ trả lời đạo hiếu. Sắc mặt thiên thu thánh nữ khẽ đổi, chậm rãi nói. Điều này hiển nhiên, lũng ra lão tổ đồng ý nói vì thế thiên thu thánh nữ và mấy tên linh tộc quay lưng lại với đám người hàn lập bắt đầu thương lượng cùng lúc đó lũng gia lão tổ khẽ nhúc nhích môi bí mơ nói chuyện gì đó với huy trưởng lão bên cạnh hàn huynh cách của ngươi rất ổn thỏa ta nghĩ vô luận là linh tộc hay lũng lão quái thì hơn phân nửa đều đồng ý cách này nhưng xem tình hình lúc trước thì lũng lão ma hơn phân nữa là muốn đi huyễn khiếu sa mạc mà linh tộc thì muốn đi hải vực bọn họ nói không chừng trong lòng còn có tính toán gì khác vô luận kết quả cuối cùng thế nào chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Bên tai Hàn Lập bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ của vũ y thiếu nữ. Hàn Lập nhìn qua nữ tử này, đã thấy đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt không nhìn ra chút dị sắc nào. Đa tạ Diệp đạo hữu nhắc nhở, Hàn mỗ sẽ chú ý. Hàn Lập đồng dạng bất động thanh sắc đáp lời, mặc dù vũ y thiếu nữ không truyền âm nữa, nhưng khóe mị yêng có chút nhếch lên. Tất cả mọi việc tiếp theo quả nhiên không khác nhiều so với dự đoán của vũ y thiếu nữ. Thiên thu thánh nữ sau khi thương lượng với linh tộc xong, của nhiên tỏ vẻ đồng ý với cách hàn lập đưa ra, mà lũng ra lão tổ cũng không dị nghị gì. Vì thế đám người lúc này thay đổi phương hướng, bay về phía tây thảo nguyên. Đám người lũng ra lão tổ hiển nhiên không biết trong trời cao phía sau cách bọn họ hơn vạn dặm có một đoàn phấn hồng quang hà như ẩn như hiện theo sát. Đồng thời cùng lúc đó, ở linh giới, trong một cấm địa cực kỳ bí ẩn của linh tộc, một tòa pháp trận đường kính rộng hơn 10 dặm đang vận hành thật nhanh trên mặt đất trái đen cả tòa pháp trận không ngừng phát ra tiếng xé gió, vô số phù văn đủ loại màu sắc từ các nơi tuôn ra, hóa thành từng đạo phù văn thô to tao thành xiềng xích, khóa chặt một nhân ảnh thật. Lớn ở trung tâm, nhân ảnh này cao khoảng trăm trượng, trên ngòi mặc một bộ kim sắc chiến giáp hình dáng cổ quái, sau lưng có mười mấy huyết sắc ma ảnh chớp động không ngừng, phát ra tiếng khóc quái dị. Nhưng lúc này hắn giơ hai tay lên trời, cách bàn tay mấy trượng là một phiến ngân sắc ti võng dày đặc, đang không ngừng run rẩy nâng một viên châu màu bạc to cỡ một mẫu. Bề mặt viên châu khắc vô số hoa văn, chấp động khiến hư không gần đó mơ hồ có chút vặn vẹo không ngừng. Khuôn mặt nhân ảnh vô cùng tuấn mỹ, nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy mồ hôi, nhìn ngân châu khổng lồ trên trời cao, trên mặt hiện lên vẻ kính sợ khó tin. Không trung xung quanh pháp trận, bất ngờ có tám gã thánh linh hợp thể kỳ mặc trang phục khác nhau, mỗi tên đều cầm một trận bàn, cũng mồ hôi đầm đìa điên cuồng thúc đục cả tòa đại trận. Mà trên cao mấy ngàn trượng ở trung tâm pháp trận, có một tòa cung điện kim quang lập lòe, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, vô cùng yên tĩnh, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Người rốt cuộc là ai, sao lại có được phong tiên châu? Chẳng lẽ thật sự là Linh Nô chạy thoát từ cung nào đó ở tiên giới? Cự đại nhân ảnh mở miệng, hung hăng quát to lên không trung. Ta là ai, người không cần biết, người đã có được nhiếp linh thiên võng, như vậy đã không đội trời chung với linh tộc chúng ta, không thể cùng sinh tồn. Hiện tại người đã rơi vào khóa mà đại trận, cũng bị phong tiên châu giam cầm, đây sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Từ trong cung biên màu vàng truyền ra thanh âm nam tử lạnh lùng, nhưng có vẻ vô cùng giả nua. Ngươi thật sự tưởng rằng chỉ bằng vào thủ đạo ân này là có thể giết ta sao? Bổn sứ giả đã sớm tu thành kim tiên chân hồn, chỉ là người hạ giới mà cũng muốn giết ta, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Chờ lát nữa ta thoát phây ra, nhất định sẽ đem tất cả đám linh nô các người đánh cho hoa phi phách tán, đưa tất cả vào lò luyện hóa, nhân ảnh cao lớn cuồng tiếu một tiếng, tràn ngập sát khí quát. Ta đương nhiên biết cho dù khốn ma trận và chấn tiên châu hợp lực cũng không đủ giết một linh hồn chân tiên, cho dù hiện tại pháp lực của ngai không cường đại bằng bổn tọa. Nhưng nếu ta đem ngươi phong ấn lại chuyển đến cửu u địa hỏa, dùng chân hỏa trong người phối hợp với cửu u địa hỏa chậm rãi luyện hóa, chỉ cần tốn thời gian 10 vạn năm liền biến chân hỏa ngươi thành nguyên lưu, luyện hóa thành một viên tiên hồn đan. Thanh âm già nua trong cung điện màu vàng hừ lạnh một tiếng, băng hàn thấu xương nói chương 2020, tích huyết phục linh hoa và huyễn quang thiên tinh tháp. Hừ, muốn luyện chân hồn ta thành tiên hồn đan, người thật can đảm. Nếu là tại tiên giới, riêng điều này đã vi phạm thiết lụa tiên giới, bị chấp pháp giả vận dụng thiện phạt trực tiếp giết chết cự đại nhân ảnh vừa nghe nói thế thân hình khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hừ một tiếng. Hắc hắc, người cũng biết đây không phải là tiên giới, chấp pháp giả ngay cả khi thần thông lớn, nhưng nếu không có chuyện gì quấy nhiễu thì sao có thể phát hiện ra những chuyện nơi này mà sau khi lão phu ăn tiên hồn đan vào tu vi lại tiến thêm một bước đủ để bổn tộc thêm cường đại tại một giới này chút mạo hiểm ấy cũng đáng để bổn tộc thử một phen càng huống chi ngoại trừ thủ đoạn này cũng không còn cách nào khác có thể giết chân hồn một gã tiên nhân lão phu không có sự lựa chọn nào khác thanh âm già nua không chút rung động lạnh lùng nói tốt tốt bổn sứ già coi như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh chỉ là một gã đại thừa kỳ nếu là trước kia thì ta chi búng một ngón tay liền giết chết hiện tại dám đứng trước mặt ta cuồng vọng như thế. Ta cũng muốn xem thử ngươi như thế nào phong ấn luyện hóa chân hồn bổn tỏa. Cự đại nhân ảnh nghe vậy, ánh mắt sau khi chấp động vài cái, không giận mà ngược lại còn cười. Tiếp theo nhân ảnh dùng sức giơ hai tay ra trước người, mười ngón tay mơ hồ, nhanh như đan đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, chợt lóe liền nhập vào trong ngân sắc cự võng do nhiếp linh thiện võng biến thành. Nhất thời trong cự võng phát ra tiếng ầm ầm, khí tức phút chốc cường đại gấp mấy lần, tiếp theo cuồng trướng, ra sức đẩy cự đại ngân châu lên phía trên mấy chục trường. Tám gã thánh linh đang thúc giục cự đại pháp trận ở xung quanh, vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, không chút do dự đem toàn bộ pháp lực cuồng chú vào trong pháp bàn. Từ trong pháp bàn phát ra quang mang chói mắt, tiếp theo từ trong pháp trận truyền ra tiếng xé gió. Phù văn bốn phía quay cuồng, ngưng kết ra từng phù liên thật lớn chói cự đại nhân ảnh lai. Nhưng hành động này hiển nhiên đã có chút trễ, cự đại nhân ảnh sau khi cảm thấy cả người buông lỏng, pháp lực trong cơ thể nguyên bổn có chút ngưng trệ mất linh, phút chốc khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù chỉ tích tắc nhưng cũng đủ để thi triển thần thông giữ mạng. Hắn gầm lên một tiếng, mười mấy đoàn ma ảnh sau lưng nổ tung, hóa thành từng cổ huyết phụ nhập vào trong người. Thân hình nguyên bổn có chút mơ hồ, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, giáp y trên thân sau khi cuồng trướng liền vỡ vụn ra, để lộ lớp ra màu cổ đồng. Trên ngực hắn, bất ngờ khắc một đóa kỳ hoa màu vàng trông rất sống động. Trong nháy mắt khi đồ án cự hoa hiện ra, nhân ảnh mở miệng, những thượng cổ chú ngữ chưa từng xuất hiện tại linh giới nhanh chóng bay ra. Đồ án kim hoa sau khi khẽ run lên, toàn thân đỏ tươi như máu, hơn nữa một cổ tinh khí xông vào mũi, tiếp theo bề mặt lưu chuyển tinh quang đỏ tươi, từ trên ngực bay ra, hóa thành thực thể. Tích huyết hoạch linh hoa, thân thể của ngươi không phải là người, mà là thân thể yêu hoa. Trong cung miệng màu vàng truyền ra thanh âm giật mình già nua. Nhưng cự đại nhân ảnh căn bản không quan tâm, chỉ cúi đầu há miệng thổi về phía huyết sắc cử hoa. Bốc suy, thiện địa nguyên khí gần đó trong nháy mắt tuôn về phía huyết hoa, đồng thời bầu trời ảm đạm, từng đám mây ngũ sắc cuồn cuộn tuôn ra, khiến thiện địa cũng phải biến sắc. Mà huyết hoa sau khi hút vào vô số thiện địa nguyên khí, thể tích bành trướng gấp 10 lần, đồng thời phả ra một cổ khí tức khiến người ta nổi da gà. Người điên rồi, mổn tự bạo đóa hoa này, chẳng lẽ người không biết khi đóa hoa này nổ tung, thân thể của ngôi cũng đồng thời tan thành cho bụi sao. Thấy cảnh này, thanh âm già nua hoảng sợ, đồng thời mơ hồ có chút kinh hoàng. Không chỉ như thế, bầu trời phía trên cung điện màu vàng nổi lên ba động, một đạo nhân ảnh quỳ dị hiện lên. Rõ ràng là một bạch bào lão giả tóc bạc nhưng vẻ mặt lại trẻ trung, trên tay áo khắc một lá phong màu đỏ, vẻ mặt khẩn trương nhìn huyết sắc cự hoa bên dưới. Hắc hắc, tự bạo thân thể so với chân hồn bị luyện hóa thành đan thì còn tốt hơn nhiều. Lấy chân hồn lực của bổn tỏa, cùng lắm thì mất mấy vạn năm khổ công liền lần núa ngưng tụ ra thân thể nếu ngươi thức thời thì hiện tại mở pháp trận và thu hồi phong tiên châu lại, Ta cũng không truy cứu chuyện lúc trước, lập tức quay đầu rời đi. Nếu ngoi nhận ra yêu hoa này thì chắc cũng hiểu rõ uy lực khi nó tự bạo, cái khác không nói, nhưng để mấy người các ngươi lập tức tan thành mây khói thì dư sức. Cự đại nhân ảnh không nhìn cử hoa yêu gì kia, mà nhìn lão giả trên không trung, lạnh lùng nói. Bạch bào lão giả nghe nhân ảnh phía dưới nói xong, không lập tức mở miệng nói gì, nhưng sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Tám gã thánh linh xung quanh pháp trận bên dưới, sau khi cảm nhận uy lực đáng sợ từ huyết sắc cử hoa phát ra, lại nghe nhân ảnh nói vậy, sắc mặt sớm đã trở nên cực kỳ khói coi. Nhưng trên đỉnh đầu lại có lão giả tỏa chấn, không ai dám có động tác gì khác, vẫn liều mạng duy trì pháp trận. Thả ngươi đi, cũng có thể, nhưng chờ sau khi phong ấn ngươi lại, lão phu sẽ nghĩ đến việc này. Vẻ mặt bạch bào lão giả sau khi liên tiếp biến ảo mấy lần, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ dữ tợt, tiếp theo thân hình thoáng một cái, liền trở thành ảo ảnh biến mất tại chỗ. Ngươi đúng là muốn tìm cái chết, đã vậy bổn tỏa sẽ thành toàn cho các ngươi. Cự đại nhân ảnh phía dưới thấy vậy, lúc này sắc mặt đại biến quát một tiếng chói tai, nhưng sau khi liếc mắt nhìn huyết sắc cự hoa, hành động không khỏi có một chút trần chờ. Lúc trước hắn nói có vẻ dễ dàng nhưng trên thực tế trong lòng lại hiểu rất rõ, hắn một khi không có thân thể nếu muốn đúc lại thì thực tế vô cùng khó khăn. Một vạn năm đúc lại một thân thể trừ phi vận khí tốt đến cực điểm, nếu không chút thời gian ấy căn bản không thể nào. Mà thân thể này là do tích huyết hoạch linh hoa ngưng tụ thành, lại càng khó khăn cực kỳ hắn không biết phải mất bao nhiêu tâm huyết, tổn người mấy vạn năm mới lần nữa ngưng tụ lại. Nếu dùng nhục thân, hắn chỉ cần khổ tâm tu luyện khôi phục pháp lực và thần thông lúc còn đỉnh cao cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mệt khi mất đi thân thể yêu hoa này, hắn cũng không tự tin có thể có được thân thể thích hợp, khôi phục thần thông lại càng là chuyện xa vời. Bất quá nhân ảnh này dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường chỉ trần chờ một lát, liền cắn răng, trong miệng lần nữa truyền ra tiếng chú ngữ, lập tức giơ một ngón tay ra, ngưng trọng điểm về phía huyết sắc cự hoa. cự đại huyết hoa phát ra tiếng thê lương, thể tích bành trướng, mỗi cánh hoa bỗng nhiên hiện ra bạch ngân, đồng thời một cổ khí tức còn cường đại gấp mấy lần lúc trước từ trong hoa tán ra. đồng thời cùng lúc đó, ngũ sắc linh vân trên trời bị thiên địa nguyên khí thúc giục, ngưng kết làm một, hóa thành một cái nồi năm màu, lấy mắt thường có thể thấy được, chậm rãi đè xuống đám người bên dưới. tám gã thánh linh đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống phảng phất bị núi lớn đè lên, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Tám gã thánh linh trong lòng cả kinh, trên người phát ra tiếng xé gió, mười mảy đoàn linh quang đồng thời từ trên người bắn ra, hóa thành từng tầng quang mạc tự bảo vệ bản thân. Hộ thể linh bảo của bọn hắn cũng tự bay ra bảo vệ chủ nhân. Mặc dù bay hắn nhất thời không bị gì, nhưng trong lòng cực kỳ hoảng sợ, thân hình vừa động đều bắn về phía sau bỏ chạy. Động tác bọn họ nhìn nhanh như điện, nhưng so với độn tốc bình thường lại chậm hơn một lần, căn bản không thể chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của huyết hoa tự bạo. Tám gã thánh linh hiển nhiên cũng biết việc này, một bên vừa bay về phía sau, một bên thả ra vô số bảo vơ. Cự đại nhân ảnh thấy vậy, hai mắt chợt lóe hàn mang, pháp quyết trong tay biến đổi, rốt cục nói ra một chữ bạo. Huyết sắc cự hoa thoáng một cái, tất cả cánh hoa mở tung ra, đồng thời một cỗ chất lỏng đỏ tươi như dung nham từ trong bạch ngân tuôn ra. Chất lỏng đỏ tươi vừa tiếp xúc với không khí, nháy mắt liền bốc cháy thành từng đoàn hỏa diễm số lượng cực nhiều cơ hội nhuộm đỏ cả hư không nhưng hồng quang sau khi co giãn đều nổ tung ra cùng lúc đó cự đại nhân ảnh thoáng cái thu nhỏ lại như người thường một tầng ngân sắc quan cháo hiện lên trên người người này mặc dù không còn thân thể nhưng vì bảo vệ chân hồn không bị hao tổn quá nghiêm trọng hiển nhiên cũng để phòng đối với uy lực lần tự bạo này mắt thấy sau một khắc cả khu vực sẽ hoàn toàn biến thành cho bụi thì thanh âm bạch bào lão giả lại đốt nhiệt lạnh lùng truyền ra từ phía trên huyết sắc cự hoa mồn tự bạo Ngươi tưởng lão phu sẽ đồng ý sao? Cho dù bản thể của ta bị tổn thương vạn năm, cũng muốn hoàn toàn trấn áp ngươi." Vừa dứt lời, hư không chợt lóe bạch quang, một tòa cự tháp cao hơn trăm trượng hiện lên. Tháp này toàn thân trong suốt sáng long lanh, bề mặt khắc vô số phù văn trong suốt, phát ra kỳ quang màu trắng sữa, phảng phất do hàn băng luyện chế thành. Càng kỳ lại chính là, trên đỉnh tháp bất ngờ có một viên châu màu xanh to cỡ đầu người, bóng loáng như ngọc nhưng ngưng thần nhìn kỹ thì lại phát hiện bề mặt nó khác vô số phù trận trong suốt lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, phù trận lớn bao phủ phù trận nhỏ, phù trận nhỏ thì bao phủ phù trận nhỏ hơn, tất cả hòa vào nhau, có vẻ vô cùng huyền ảo phức tạp. Khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy hoa đầu choáng váng. Mà ngồi trên băng tháp này chính là thân thể nguyên hình của vị thánh linh tối cao của linh tộc, sau khi hơi hạ xuống, một cỗ hàn khí lạnh lẽo từ tháp tuôn ra, chớp cái liền bao phủ toàn bộ hỏa quang và huyết hồng cự hoa vào trong. Trong hàn quang màu trắng, tất cả mọi thứ đều bị ngưng kết trì trệ, phảng phất thời gian bên trong vào giờ phút này đều bị ép dừng lại. Đồng thời bản thân băng tháp cũng ẩm vang một tiếng hạ xuống. Huyễn quang thiên tinh tháp, không ngờ ngươi là linh nô do bảo vật này biến thành. Không thể nào, tất cả vật phỏng chế bảo vật này kể từ trăm vạn năm trước đều bị hủy diệt trong trận đại loạn ở Bắc Minh Tiên Cung, như thế nào còn có linh nô sinh ra. Nhân ảnh phía dưới nguyên bổn dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn lên không trung vừa thấy băng tháp trong suốt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ gầm lên. Chương 2021, Huyền hóa phong linh phù thiên tinh tháp. Nhân ảnh là tồn tại ở tiên giới, hiển nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Huyền Quang Thiên Tinh Tháp, trong lòng biết không ổn, bỗng sinh ra ý liều mạng, sau khi cắn lưỡi, liến há miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết vừa ra khỏi miệng, lập tức ầm ầm bốc cháy, sau đó chợt lóe biến ảo thành mấy hỏa mãng, mỗi con đều dài hơn 10 trượng, dương nhanh vuốt múa phóng về phía băng tháp trong suốt, Nhân ảnh hiểu rõ, chỉ cần hắn dùng bí thuật tiên giới tạo ra hỏa mãng chống đỡ băng tháp một chút, tích huyết phục linh hoa liền có thể hóa giải lớp băng, hoàn toàn phát huy hết uy lực. Tới khi đó, huyết hoa phát ra hết uy lực, cho dù là huyễn quang thiên tinh tháp cũng không cách nào trấn áp được. Nhưng cử động này của nhân ảnh dường như hoàn toàn rơi vào trong dự đoán của bạch bào lão giả. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, viên châu màu xanh trên đỉnh băng tháp đột nhiên tự xoay tròn, tiếng xé gió phá không vang lên, mấy đạo quang tuyến màu xanh to cỡ ngón cái phun ra, sau khi chợt lóe liền nhanh như chớp đánh lên người hỏa mãng. Xeo xeo, quang tuyến màu xanh không biết ẩn chứa uy lực đáng sợ thế nào, mấy hỏa mãng thoạt nhìn dữ tợn, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, biến thành từng luồng khói xanh. Sắc mặt nhân ảnh đại biến, muốn thi triển thần thông khác, nhưng cản bản không kịp. Băng tháp cao hơn trăm trượng mang theo mảng lớn hàn quang, đè huyết sắc cử hoa và nhân ảnh xuống dưới. Băng tháp trong suốt chớp động dị quang, vô số phù văn màu vàng tuôn ra, như mưa rào bắn xuống. Thanh thế cực kỳ kinh người, đồng thời cùng lúc đó, nửa đoạn thân ảnh của bạch bào lão giả cũng hiện lên rõ ràng ở đỉnh tháp, không chút biểu tình quát to. Mấy người các ngươi làm gì thế, mau thúc giục khốn ma đại trận, giúp lão phu hoàn toàn phong ấn đại địch của bổn tộc. Đối tượng mà bạch bào lão giả nói hiển nhiên là tám gã thánh linh mới vừa rồi giống như chim sợ cành cong. Giờ phút này tám gã thánh linh vừa thấy băng tháp chế trụ huyết sắc cứ hoa tự bạo, trong lòng hiển nhiên vừa vui mừng lẫn sợ hãi nghe lão giả nói vậy lập tức giật mình độn quang bay trở về chỉ thấy nhân ảnh sau khi chấp lên tám gã thánh linh lần nữa xuất hiện bốn phía pháp trận bắt đầu thúc giục trận bàn lập tức phù văn trong pháp trận hiện lên phù liên ban đầu có chút tiêu tan lần nữa ngưng thật chợt lóe lao ra từ bốn phía băng tháp hình thành cự võng bao phủ tất cả mọi thứ bên dưới cùng lúc đó cự đại băng tháp phát ra tiếng vù vù không ngừng co giãn biến lớn Từng tầng huyền băng trong suốt từ cự tháp điên cuồng ngưng kết ra. Pháp trận bên dưới phát ra tiếng vù vù, giống như cùng hô ứng với băng tháp. Không quá thời gian vài lần hô hấp, băng tháp đã biến thành một cự đại băng phong cao mấy ngàn trượng, đem cả tòa pháp trận và phù liên đóng băng lại. Về phần nhân ảnh và cự đại huyết hoa, hiển nhiên bị đóng băng tại trung tâm. Thấy cảnh này, tám gã thánh linh nguyên bổn thúc dục pháp trận, lúc này thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà đúng lúc này, Sắc mặt bạch bào lão giả vẫn vô cùng âm trầm, nhìn xuống tám gã thánh linh nói: "Các ngươi nghe cho rõ, mặc dù ta dùng bản thể phong ấn đại địch này lại, nhưng Tích Huyết Phục Linh Hoa là một loại kỳ hoa hiếm có tại tiên giới, sợ rằng phải tốn hơn vạn năm mới có thể từng chút hóa giải uy lực của đóa hoa này. Mà trước đó, các ngươi không được động đến phong ấn này, nguyên thần của ta cũng không thể rời khỏi bản thể quá xa, nếu không hậu hoạn vô cùng." "Vì để ngừa vạn nhất, các ngươi lập tức bố trí vài loại cấm chế pháp trận ở gần đây." phong ấn bản thể lão phu và khốn ma đại trận lại. Kể từ đó sẽ không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ sau khi ta hóa giải toàn bộ tích huyết phục linh hoa, liền đem băng phong tới chỗ cửu u địa hỏa, chậm rãi luyện hóa chân hồn thành đan dược. Trong khoảng thời trai ẩn A không thể phân tâm, tất cả mọi việc trong tộc cứ giao cho trưởng lão hội và cộng đồng quyết định. Nhất định phải khiến bổn tộc vượt qua ma kiếp lần này. Chỉ cần chịu đựng qua ma kiếp, bồn tộc liền có thể hưng thịnh. Tuân lệnh, linh vương đại nhân. Tám gã thánh linh nghe vậy, lập tức quỳ xuống, cực kỳ cung kính hứa hẹn. Tiếp theo tám người bọn họ thu pháp bàn trong tay lại, linh quang ngoài thân sau khi chấp động, liền tự hóa thành một đạo trường hồng bay ra ngoài truyền lệnh. Trong nháy mắt, trong băng phong chỉ còn lão một mình thân ảnh bạch bào lão giả. Ngươi thật sự tưởng rằng bằng vào Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp bị tàn phá là có thể phong ấn bổn xứ giả sao? Chờ sau khi ta làm hao hết hàn khí của tháp này, để xem ngươi còn cái gì có thể phong ấn được ta phía dưới băng phong bỗng nhiên truyền ra vang lên tiếng của nhân ảnh hư không hổ là người từ thượng giới hạ xuống chỉ liếc mắt liền nhìn ra bản thể tàn phá của ta nhưng cho dù như thế ngươi cho rằng bản thân ngươi có được vô tận thần thông của chân tiên sao lấy tu vi hiện tại của ngươi muốn hao hết hàn khí bản thể của ta đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày nhưng lực liên kết chân hồn của ngươi cũng mạnh thật ngay cả khi bị trấn áp vẫn có thể mở miệng nói chuyện bất quá thần trí ngươi cũng chỉ tỉnh táo được một lúc nữa thôi Bạch bào lão giả cúi đầu nhìn lướt qua đáy băng phong, hừ một tiếng nói. Lời nói này là có ý gì? Ta không tin hạ giới còn thủ đoạn gì có thể phong ấn cả thần trí ta. Giọng nói nhân ảnh thoáng trầm xuống, bộ dáng không tin. Thủ đoạn ở hạ giới quả thực rất khó hoàn toàn phong ấn chân hồn chi lực, nhưng thứ lão phu vận dụng không phải là thủ đoạn ở hạ giới. Bạch bào lão giả cười lạnh một tiếng, tiếp theo hư không chào một cái, một đoàn phù lục tỏa ra hàn quang mờ nhạt, quỷ dị hiện lên giữa ngón tay phù lục này trong suốt, giống như từ hàn băng ngưng tự thành, nhưng bề mặt lại khác vô số kim sắc phù văn. Nếu hàn lập ở đây, liếc mắt một cái liền nhận ra phù văn đó đúng là kim triện văn chỉ có ở tiên giới. Thật đáng tiếc, hiện tại dùng nó, về sau khi đối địch có thể sẽ yếu đi một chút. Bạch bào lão giả nhìn phù lục, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng sau khi thì thào vài câu, vẫn cắn răng phất tay lên. Phù lục lập tức ẩm vang một tiếng, hóa thành một đoàn kim quang bắn xuống băng phong bên dưới, chợt lóe liền nhập vào trong băng phong. Lúc này bạch bào lão giả hai tay bắt quyết, vẻ mặt thận trọng niệm chú. Lập tức một kim sắc quang vượng như mặt trời hiện lên trong băng phong, tiếp theo xoay tròn, tất cả quang mang thu lại, biến thành một cự đại phù văn phát ra kim quang trói mắt to cỡ một mẫu, không tiếng xé gió như lưu tinh lao thẳng xuống dưới. Người đang làm cái gì vậy, không tốt, là, người có phù lục tiên giới. Nhân ảnh phía dưới lập tức cảm thấy vẻ khác thường trong băng phong, thất thanh la lên nhưng cự đại kim văn chợt lóe liền hung hăng nhập vào trong pháp trận bên dưới ầm ầm tiếng kêu của nhân ảnh lập tức dừng lại trở nên yên tĩnh không tiếng động lão giả đối với việc này không cảm thấy bất ngờ ngược lại pháp quyết trong miệng phát ra càng lúc càng rồn rập sau một khắc cả ngọn băng phong thoáng cái từng đạo kim vân từ trong băng phong tuôn ra sau khi nhúc nhích một trận cuối cùng hình thành một cự đại phù văn chớp động kim mang dán lên bề mặt lớp băng mà bạch quang từ băng phong phát ra lập tức pha lẫn với lam quang đồng thời mơ hồ phát ra hàn khí, khí thức so với lúc trước càng dày đặc đem vài phần. Tiếng chú ngữ xé gió trong miệng bạch bào lão giả lúc này mới ngừng lại, đồng thời vẻ mặt thoáng thả lòng. Giờ phút này nếu nhìn kỹ dưới đáy băng phong, liến phát hiện một thanh niên tuần Mỹ mặc kim bào hôn mê bất tỉnh, bị từng đạo phù liên và từng lớp băng trong suốt bao trùm toàn thân. Trên chán hắn, bất ngờ xuất hiện một hoa văn màu vàng giống như hoa văn trên bề mặt băng phong. Bạch bào lão giả sau khi dung thần niệm đảo qua phong ấn dưới đáy, lập tức vẻ mặt vui mừng cuồng tiếu một tiếng, thân ảnh thoáng cái liền biến mất vào trong băng phong. Vị linh vương linh tộc này hiển nhiên không biết, trong nháy mắt khi thanh niên Tuấn Mỹ vừa hôn mê, tại một giới diện hoàn toàn xa lạ, một gã đạo sĩ mặt đen đang ngồi dưới tàng cây đại thụ, đột nhiên thần sắc vừa động mở mắt ra. Chuyện gì vậy, vị sư huynh đề kia gặp chuyện rồi, không ngờ chân hồn chi bài lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vị đạo sĩ tự nói vài câu, đột nhiên phất tay lên, lập tức lục quang chợt lóe, một lầu các cao vài tấc từ trong tay áo bay ra, sau đó chấp động một cái, liền biến thành 10 tượng xuất hiện trước mặt. Thân ảnh đạo sĩ mặt đen vừa động, liền tiêu sái tiến vào lầu các. Chỉ thấy trong đại sảnh của lầu các có hàng trăm ngọc bàn trắng tinh, mỗi một ngọc bàn đều đặt mười mấy hoàng sắc một bài lớn nhỏ giống nhau. Trên một bài khác vô số ngân sắc hoa văn, ở trên bàn không nhúc nhích. Ánh mắt đạo sĩ mặt đen sau khi đảo qua vô số ngọc bàn, hai hàng lông mày hơi nhíu lại một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc vất tay về phía một cái đỉnh loang lổ. Vù một tiếng, trong đỉnh bất ngờ bay ra một khối hoàng sắc một bài, chấp cái liền rơi vào tay đạo sĩ. Hóa ra là chân hồn của người này gặp chuyện, nếu như thế thì cũng không thể mặc kệ, phải đi tìm mới được. Đạo sĩ nhìn một bài trong tay chấp động bạch quang yếu ớt, trên mặt đầu tiên hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức trở nên âm tình bất định. Hàn lập lơ lửng bất động trên trời cao, nhưng 72 đạo thanh quang trước người lại chợt lóe, phóng về phía 10 ma thú đen thui phía trước, lập tức chúng bị kiếm quang chém nát, hóa thành một phiến mưa máu từ không trung rơi xuống. Nhưng lại có thêm nhiều ma thú lấy khí thể phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng gào thét đánh tới, mỗi một con đều có lân phiến, đầu mọc một sừng. Kiếm quang màu xanh bay trở về, sau khi xoay chuyển một vòng, lập tức một đóa kiếm liên màu xanh phóng ra. Quang mang màu xanh quét qua, đám ma thú nhất thời bị chém làm hai.